Chương 91 91 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đêm đó trên bàn cơm, Đỗ Nải Nải cùng Quý Gia Gia tuyên bố bọn họ ly hôn. Đỗ Tiêu Kinh Hải chàng phiên trước mặt rượu đỏ chén, đại bá mẫu cùng Đỗ Thừa Trạch mẫu tử cũng đương trường sửng sốt, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Đỗ Vãn Vãn nhìn nhìn bên cạnh người nhất phái lạnh nhạt thẩm tư Việt, minh bạch hắn chỉ sợ là sáng sớm phải biết tin tức này. Đỗ nải nải thần sắc như thường, nói. Về sau chúng ta vẫn như cũ đều là người một nhà, chúng ta hai cái sẽ không tái hôn. Đỗ tiêu thốt ra. Đã như vậy, vậy ngươi nhóm vì sao muốn ly hôn? Quý gia gia nho nhã mở miệng. Tiêu tiêu, ngươi trước ngồi xuống. Đỗ thừa trạch lôi kéo đỗ tiêu ngồi trở lại ghế tựa. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi. 15 năm trước đã 15 năm trước các ngươi liền ký tên thỏa thuận ly hôn, vì sao đến bây giờ mới chính thức làm thủ tục? Đỗ nải nải suýt một ngụm rượu đỏ, Vân Đạm Phong Kinh trả lời. Từng cái tuổi trẻ đều có đối tình yêu theo đuổi, ta cùng ngươi gia gia chỉ cần có nhất mới có tân cảm tình, sẽ chính thức đem hôn cách điệu. Quý gia gia mỉm cười, nói. Ta tìm được kia căng xương sườn. Nghệ thuật gia quả nhiên không giống với, nói liên tục khởi nói đến đều là hàm xúc lại phú có thâm ý. Luôn luôn không phát quá thanh đổ vãng vãng nhẹ giọng nói. Chúc mừng. Ngay sau đó, nàng liền nhận đến đến từ đổ thừa trạch đổ tiêu tỷ đệ hai nhớ mắt đau. Đổ tiêu rất nhanh phản ứng đi lại, cọ lại một lần đứng lên đến, cho nên các ngươi lấy vãng vãng làm tấm một. Nàng không khỏi cười lạnh, a à, vì ngươi âu yếm nữ nhân, ngay cả thân cháu gái đều có thể đẩy ra vì nàng trắng đao quan kiếm ảnh. Đỗ Tiêu nói là trên mạng huyên ồn ào huyên náo quý chính dương bên ngoài đổ vãng vãng lời đồn. Vô hạn hảo văn, đều ở tấn giang văn học thành trên bàn nhất thời yên tĩnh, châm rơi có thể nghe. Đỗ vãng vãng vốn không nghĩ lúc này nói chuyện, nhưng thật lâu không ai mở miệng, đề tài lại bị dẫn tới trên người nàng, nàng đành phải ra vẻ rộng lượng cười nói. Không có việc gì không có việc gì, dù sao một ngày nào đó hội chân tướng rõ ràng hơn nữa ta hiện tại chính là thiếu chút thương diễn hoạt động ta đỗ vãn vãn ngươi có thể hay không câm miệng đỗ tiêu đều nhanh bị nàng tức chết rồi đỗ vãn vãn yên lặng đem nửa câu sau nói nuốt trở lại trong bụng nhưng là nàng thật sự không thích tiếp thương diễn bởi vậy coi như là nhân họa đắc phúc thẩm tư việc lấy tay biên màu trắng thăng ăn trà lau ngón tay sau đó loan môi nhu nhu tiểu cô nương đầu vô hạn hảo văn đều ở tấn giang văn học thành không khó chịu vãn vãn ngoan đỗ tiêu đỗ thừa trạch quý gia gia đỗ nải nải đại bá mẫu đỗ thừa trạch thanh thanh cổ họng cái kia tiêu tiêu ngươi đừng như vậy hung đã gia gia nải nải cũng đã ly hôn chúng ta liền mang theo chút phúc ánh mắt đến xem đãi chuyện này đi đúng không thẩm tư việt chậm rãi nói ta tin tưởng gia gia nải nải không cần dùng vãn vãn làm tấm một ý tứ tiêu tiêu ngươi trước đừng nóng giận đỗ tiêu nhìn về phía thẩm tư việt trịnh trọng nói tư việt ca nếu ta là ngươi ta sẽ công khai cùng đỗ vãn vãn quan hệ ai cũng không thể ngăn đón ta bao gồm đỗ vãn vãn ta không biết ngươi làm của nàng bạn lữ kết quả là nghĩ như thế nào nàng chuyện xấu bay đầy trời ngươi thật cao hứng sao đỗ vãn vãn không nghĩ tới hỏa lực giá trị đột nhiên tập trung đến tự bản thân nhi đến đây vội hỏi tiêu tiêu ta van cầu ngươi đừng nhúng tay ta sự tình tốt sao giọng nói của nàng không nặng thậm chí dùng xong điểm điềm đạm đáng yêu làm nũng điệu dù sao đổ tiêu nói lời này là đứng ở của nàng góc độ vì nàng lo lắng đỗ nải nải sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói không được nhà chúng ta không thể ra cái hỗn vòng giải trí ngươi nhường bên ngoài những người đó thấy thế nào ta đổ uẩn bị cái con hát câu đi rồi con trai còn nói như thế nào khởi chuyện này đến đây. Quý gia gia hợp thời tính toán đổ nãi nãi lời nói, cười nói: chúng ta hôm nay chỉ tán gẫu ta cùng ngươi chuyện. Đổ vãn vãn mắt nhìn mũi lỗ mũi khẩu khẩu xem tâm. nửa phút sau, nàng nâng lên quật cường khuôn mặt nhỏ nhắn, câu chữ len ken: nãi nãi, chức nghiệp không có cao thấp quý tiện chi phân, ngài có lẽ đối chúng ta này vòng luẩn quẩn tồn tại thành kiến, nhưng mời ngài tôn trọng chúng ta, tôn trọng mẹ ta thẩm tư việt đứng lên dắt tiểu cô nương thủ hướng thượng thủ đổ nải nải khẽ cười nải nải chúng ta trước cáo từ dứt lời hắn lại nhất nhất cùng trên bàn những người khác nói lời từ biệt ngoài cửa sổ xe hàng cây bên đường như quỷ ảnh bàn xẹt qua đổ vãn vãn tựa vào thẩm tư việt trên bờ vai thản nhiên nói nếu là ta một người ta khẳng định không dám nhận tràn rời khỏi thẩm tư việt cười yếu ớt ôm nhu nói liền tính ta không ở bên cạnh ngươi, cũng thủy chung là ngươi phía sau kiên cố cũng cố hậu thuẫn. Mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, đều có ta đâu. Hôm sau đổ vãn vãn vốn kế hoạch đi vương tứ nam chỗ kia bồi vân đoá trò chuyện, nhưng tiếc rằng sáng sớm thẩm lão gia tử liền phái lái xe lão trần đi lại muốn tiếp nàng đi nam sơn biệt thự. Tuy rằng bây giờ còn ở trong ngày nghỉ, nhưng thẩm tư việc hôm nay muốn phi Bắc Âu tham gia hội nghị. Sớm định ra ngày hôm qua buổi chiều máy bay, bởi vì sự nói trước đổ nải nải cùng quý gia gia tối hôm qua muốn tuyên bố ly hôn, cho nên mới sửa ký cho tới hôm nay giữa trưa. Trước khi xuất môn, thẩm tư Việt dặn nói. Có việc trước tiên gọi điện thoại cho ta, biết không? Vô hạn hảo văn, đều ở tấn giang văn học thành đổ vãn vãn ngưỡng từ bạch khuôn mặt nhỏ nhắn, gật gật đầu. Mặc kệ lão gia tử cùng ngươi nói cái gì, đều muốn nói cho ta. Đổ vãn vãn do dự một lát, không gật đầu. Thẩm Tư việc sắc mặt hơi lạnh lẽo, Đỗ Vãn Vãn, Đỗ Vãn Vãn cười mỉm, đẩy hắn xuất môn. Đã biết nha. Thẩm Lão gia Tử hôm nay thay một bộ xuất khí tây trang, cả người thần thái sáng láng, ngay cả quải trượng cũng không trụ. Đỗ Vãn Vãn kinh ngạc, Loan Mâu cười hỏi: Gia gia, ngươi hôm nay muốn xuất môn ước hội sao? Có phải không phải tìm ta đến giúp ngươi bày mưu tính kế? Ước cái gì hội nha? ta lão già này nào có nhân theo ta ước hội. Thẩm lão gia tử cười hiếp mắt nói. Tân làm bộ âu phục, mặc trên người thử xem xem. Vãn vãn, đẹp mắt sao? Gia gia xuất khí sao? Hôm nay đổ vãn vãn là thải hồng thí đổ vãn vãn. Đẹp mắt, rất tuấn tú, có vẻ đặc biệt tinh thần, hơn nữa là một loại từ nội mà sinh giàu có nội tình xuất khí. Thẩm lão gia tử bị nàng khoa ngượng ngùng, giận dữ cười nói ngươi đứa nhỏ này thẩm tư ngang này hai ngày đều ở tại nam sơn biệt thự cười đùa vãng vãng ngươi nhiều nhìn xem gia gia về sau ta ca già đi liền dài gia gia như vậy thẩm lão gia tử có chút tự tin cười nói ngươi cùng a việt già đi khẳng định không ta xuất nói xong hắn rất thẳng lưng bản hưng trí dạt giàu nói vãng vãng các ngươi người trẻ tuổi hiện tại có phải không phải đều ngoạn tự chụp chúng ta đến từ chụp đi ngay cả chụp hơn 10 trương sau, Thẩm lão gia tử ghét bỏ muốn Thẩm Tư Ngang rời đi hình ảnh, này ảnh chụp chụp đẹp mắt, A Việt ở thì tốt rồi. Tiểu Ngang không được, vãn vãn chỉ có thể cùng A Việt chụp. Thẩm Tư Ngang bất đắc dĩ nở nụ cười, nói: "Lão gia tử, ngươi còn thay ta ca ghen." Đỗ Vãn Vãn vừa nghe, khóc xích cười ra tiếng. Thẩm lão gia tử điểm đổi trên màn hình lọc kính, thở dài. "Tiểu Ngang a, Gia Gia hiện tại sẽ chờ ngươi thành gia. Hy vọng ngươi không muốn cho Gia Gia chờ lâu lắm, xin thời nhường Gia Gia có thể ôm lên ngươi cùng A Việt qua nhi. Thẩm tư ngang tránh nặng tìm nhẹ cười nói. Tiểu tẩu tử, nghe được sao? Gia Gia thúc giục ngươi sinh đứa nhỏ đâu? Ta? Ta còn nhỏ. Đỗ vãn vãn ôm thẩm lão gia tử cổ vỗ hai trương, cười nói. Gia Gia, chờ tư ngang kết hôn ta cùng a việc lại lo lắng sinh cục cưng chuyện thẩm tư ngang gặp vung nồi không vung điệu ngược lại bỏ thêm nhất nồi áp trên người hắn vội vàng nói các ngươi sinh các ngươi sinh đâu có chuyện gì liên quan tới ta a à? thẩm lão gia tử cười nói các ngươi hai cái sẽ cho nhau thôi đến đẩy đi hôn muốn kết đứa nhỏ cũng phải sinh bất quá vãn vãn hiện tại sự nghiệp thăng hoa kỳ gia gia lý giải qua gia gia ta yêu ngươi chết mất. Đỗ vãng vãn ôm chặt thẩm lão gia cổ, khóe mắt không khỏi hơi ẩm. Thẩm gia gia luôn luôn đều thật duy trì của nàng quay phim sự nghiệp, không giống đỗ nải nải. Nàng chỉ có ở thẩm gia gia nơi này tài năng hiểu rõ đến tổ tông đối tôn bối ôm nhu cùng sủng ái, tuy rằng thẩm tư việc trải qua làm cho nàng phát giác thẩm gia gia thập phần đáng sợ một mặt, nhưng nàng cảm giác ra đến, thẩm gia gia thật tình đãi nàng hảo thẩm lão gia tử một lòng đổi di động tự chụp phần mềm thượng lọc kính cùng quải sức, đột nhiên nói. Ai nha, vãn vãn, ngươi có điện thoại. Đỗ vãn vãn đối thẩm tư việc đám người ghi chú tất cả đều là chữ cái, vương tứ nam cũng không ngoại lệ. Trên màn hình biểu hiện điện báo biểu hiện là VWFN, vương tứ nam tên thủ chữ cái. Tiếp hoàng điện thoại sau, đỗ vãn vãn nói. Gia gia, vương tứ nam bên kia có việc mời ta quá đi hỗ trợ hắn kia vị hôn thê chuyện. Thẩm lão gia tử đối vương tứ nam thủ tiêu đính hôn nghi thức chuyện lượt có nghe thấy. Là nha. Thẩm Tư ngang nghe vậy, cười nói, "Ta nghe được hai cái phiên bản, một cái là nói vai nam chính đột phát bệnh không tiện nói ra, một cái khác là nói vai nữ chính đào hôn." "Vãn vãn, cái nào là thật?" "Ta mới không nói cho ngươi, ngươi không phải là cùng vương tứ nam cũng có giao tình sao?" Bản thân hỏi hắn đi nha đỗ vãn vãn hướng thẩm lão gia tử vẫy vẫy tay Gia gia, ta đây đi trước đi thôi trên đường cẩn thận vương tứ nam thần kinh trạng thái nhìn qua sau so ngày hôm qua tốt lắm một ít nhưng như trước có chút mất tinh thần hắn lời ít mà ý nhiều nói giảng không cùng nàng ầm ỉ, hết mũi lên mặt theo ta nháo tuyệt thực đỗ vãn vãn bưng lên trên bàn cơm sữa cùng phô mai hấp cơm ta vào xem vương tứ nam gõ gõ cửa phòng vãn vãn đến xem ngươi. Bên trong lập tức truyền ra vân đoá rống giận. Cúc, phản đồ. Vương Tứ Nam đề cao tiếng nói, ngươi hãm hại nhân gia đổ vãn vãn, còn không biết xấu hổ nói nhân gia phản đồ. Nếu không là ta ngăn đón, ngươi xem thẩm tư việc làm không giết chết ngươi. Lời này đương nhiên là giả, hãm hại lại không thành công, thẩm tư việc không đến mức giết chết nàng. Cửa phòng bị khóa trái, Vương Tứ Nam lại gõ cửa gõ cửa, Hướng đổ vãn vãn sự trái ánh mắt, tiếp theo nói với vân đoá. Ngươi không muốn gặp nàng, ta đây khiến cho nàng đi trở về. Đổ vãn vãn. Vân đoá, khi ta đi trước nha, tìm ta lời nói gọi điện thoại cho ta. Vân đoá gầm lên giận dữ. Đổ vãn vãn. Thùng 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 chạy bộ thanh, lột bột một tiếng, khóa mở. Đổ vãn vãn hướng vương tứ nam nói. Ngươi trước xuất môn đi một chút đi đem trong nhà lưu cho chúng ta lưỡng. Vương Tứ Nam xem nàng liếc mắt một cái, vuốt cầm nói: "Ân, hảo, đừng phóng nàng đi ra ngoài, ta sẽ sửa chữa thang máy quyền hạng, ngươi đi lên đánh trước ta điện thoại." Đỗ Vãn Vãn không nói gì nở nụ cười, ngươi không tin ta. Vương Tứ Nam không có phủ nhận, chỉ nói: "làm phiền ngươi, đa tạ." Vương Tứ Nam đi rồi, Đỗ Vãn Vãn đẩy ra cửa phòng. Ngươi hẳn là nghe được chúng ta nói chuyện, Vương Tứ Nam đã đi. Ngươi xuất hiện đi, cả ngày buồn ở trong phòng không chê nhàm chán nha. Vân Đoá ghé vào trên giường, hừ một tiếng, phẫn nộ phun ra hai chữ. Phản đồ. Đổ Vãn vãng đi đến bên giường, buông đoan sữa cùng hấp cơm khay, cười nói. Ta khi nào thì cùng ngươi mặt trận thống nhất. Có cần hay không ta với ngươi tính toán, ngươi hố ta bao nhiêu lần? thực sự coi ta không cáo kỉnh là đi. Vân đoá quyệt miệng, phản đồ trễ. Đỗ vãn vãn tự nhiên ngồi bên mép giường, hỏi. Ta ngày hôm qua nghe Vương Tứ Nam nói, các ngươi hiện tại mâu thuẫn điểm là, hắn muốn mang ngươi về nhà đồng các trưởng bối xin lỗi, ngươi không đồng ý là đi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 92 92 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Vân đoá theo trên giường ngồi dậy, cúi đầu kiên định nói. Ta mới sẽ không theo hắn trở về, ngươi đừng tưởng khuyên ta. Không nghĩ đến hôn ngươi có thể cùng hắn hảo hảo khơi thông nha, nháo thành như vậy nhà bọn họ khẳng định rơi xuống mặt mũi. Không chỉ có nhà bọn họ, ba mẹ ngươi bên kia liền không có trách ngươi sao. Vân đoá cả giận. Dù sao đều là của ta sai. Đều đến trách ta. Đỗ vãn vãn cười nói. Ta không là đến trách ngươi, ta cũng không có lập trường trách ngươi không phải sao. Làm nang làm khẳng định là vương tứ nam, ta nghe ta đại bá mẫu nói, vương gia đã ở giúp hắn xem xét trong vòng luận quẩn danh viện thuộc nữ. Vân đoá vừa nghe, cười lạnh. Khi không là vừa vặn. Dù sao ta làm cũng làm đủ, hắn chịu cũng nhận được đủ đủ, vừa vặn vỗ hai táng. Đỗ vãn vãn đồng ý gật đầu, nói. Ngươi nói có đạo lý, nói không chừng vương tứ nam sẽ cùng ta giống như thẩm tư Việt, buôn bán đám hỏi sinh ra cảm tình, điều này cũng không sai là đi. Vân đoá bình tĩnh trở lại, chậm rãi nói. Ngươi nói đúng, rất không sai. Đỗ vãn vãn dịch chuyển về phía trước chuyển, ông vân đoá bả vai, cười nói. Ta đoán, ngươi là thầm nghĩ luyến ái, không muốn kết hôn, cho nên mới hội sinh ra mãnh liệt hôn tiền sợ hãi chứng cùng kháng cự. Vân đoá không lại nói bóng gió châm chọc, ngữ khí vô ba vô lan. Ta còn không đến 22 tuổi, liền phải lập gia đình. Nhất tưởng đến về sau ta muốn ở cha mẹ chồng tiền ăn nói khép nép, muốn sinh nhi dục nữ chiếm cứ cơ hồ sở hữu bản thân thời gian, ta liền cảm giác nhân sinh không hề ý nghĩa. Ngươi nói với vương tứ nam quá những lời này sao? Nói qua, nhưng hắn cảm thấy cũng không tính vấn đề. Vân đoá nở nụ cười hạ, Hắn cho rằng hắn cha mẹ đối ta không kém, cho rằng sinh đứa nhỏ sau có bảo mẫu mang, cho rằng ta sở hữu băng khoan đều là già mồm cải láo. Nam nhân liền là như thế này, đều là đại móng heo tử. Đỗ vãn vãn trầm ngâm một lát, nói Cha mẹ chồng vấn đề ta không cho được ngươi đề nghị, bởi vì ta không có bà bà, thẩm tư việc ba ba cũng theo chúng ta rất ít cùng xuất hiện. Tuy rằng này ý tưởng thật không tốt, nhưng là đối với nữ nhân tới nói bên người không có cha mẹ chồng thật là nhất kiện đặc biệt vui vẻ sự tình, có thể đem vợ chồng hạnh phúc lũy thừa tăng lên ít nhất 20 cái điểm. Đứa nhỏ đâu? Vân đoá quay đầu đến, nghiêm cẩn xem đổ vãn vãn. Ngươi cùng thẩm tư việc khẳng định thảo luận quá sinh nhi dục nữ đi. Vãn vãn, tình huống của ngươi so với ta đặc thù, nếu ngươi sinh đứa nhỏ, khả năng sẽ đánh mất đại lượng công tác cơ hội. Cho nên đâu, các ngươi thế nào trao đổi, nghĩ như thế nào? đề tài này ta cùng thẩm tư việc tán gẫu không nhiều lắm, tuy rằng hắn muốn một cái hài tử, nhưng hết thảy lấy tôn trọng của ta ý nguyện làm chủ. Đồng dạng, ta nghĩ ngươi nếu cùng vương tứ nam hảo hảo tán gẫu, tâm bình khí hòa đàm, hắn cũng sẽ nói cho ngươi biết, hắn tôn trọng của ngươi ý nguyện. Đỗ vãng vãn ngừng lại một chút, cười tiếp tục nói. Đứa nhỏ quả thật sẽ chiếm theo chúng ta đại lượng hưu nhàn thời gian, ân ái thời gian, ta cũng có một chút khủng dục nhưng kết hôn không giống với, ta cùng thẩm tư việc trải qua vẫn là rất vui vẻ. Đứa nhỏ sự tình về sau rồi nói sau, tạm thời không có kế hoạch. Vân đoá trầm mặt xuống dưới, miếm miếm khóe môi. Đỗ vãn vãn chú ý tới của nàng thần thái biến hóa, hỏi. Như thế nào? Vương tứ năm mau 30 tuổi, so nhà ngươi thẩm tư việc còn lớn một chút. Mẹ hắn rất sớm tiền liền nói với ta, hy vọng chúng ta có thể sớm một chút có một đứa trẻ lời này ngươi đối vương tứ nam giảng quá sao? Vân đoá lắc đầu. Đỗ vãn vãn suy nghĩ một lát, cho nàng ra chủ ý, ngươi hẳn là đem ngươi bà bà ý tưởng nói cho vương tứ nam, cũng đem suy nghĩ của ngươi nói cho hắn biết. Hắn là ngươi bà bà con trai, của ngươi trượng phu, cho nên phương diện này khơi thông lý nên từ hắn đến gánh vác. Ta sợ hắn giúp đỡ mẹ hắn, thúc giục ta sinh đứa nhỏ. Nói không chừng hắn cũng cảm thấy 30 tuổi, muốn một đứa trẻ. Nhưng là Vãn Vãn, ta cảm thấy ta bản thân đều vẫn là một đứa trẻ, như thế nào có năng lực đi gánh vác đối với một cái tân sinh mệnh trách nhiệm đâu. Nhưng là những lời này nếu ngươi không nói với hắn, hắn liền vĩnh viễn sẽ không biết, các ngươi cũng liền không có biện pháp tiến thêm một bước trao đổi. Đỗ Đổ Vãn Vãn nới ra vân đoá bả vai, cầm đặt ở trên tủ đầu giường sữa cho nàng uống, ta trước kia xem qua trong một quyển sách nói, giữa người và người lý giải là tuyệt không có khả năng, duy có bao dung. Lời này ta vô pháp toàn bộ tán thành, nhưng bao dung ta là tán thành. Cho nên ngươi nói cho hắn biết suy nghĩ của ngươi, cho dù hắn không thể lý giải, cũng sẽ nguyện ý bao dung, bởi vì hắn cũng đủ thích ngươi nha. Vân Đoá uống một ngụm sữa, rốt cục thật tình thực lòng lộ ra một cái tươi cười, ngươi biết thật nhiều. Đỗ Vãn vãn nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ trái tim vị trí, cười nói. Không nghĩ tới có một ngày ta cũng có thể ban nhân giải quyết tình cảm vấn đề vụng trộm nói cho ngươi, ta phía trước luôn luôn cũng đang lo lắng về sau tóm lại là muốn cùng thẩm tư việc ly hôn. Ai, ngươi nhưng đừng bán ta a, à, ta hiện tại hoàn toàn không muốn cùng hắn ly hôn nha. Vân đoá phốc xích cười nói. Ân, ừ, ta biết, ngươi tưởng về sau cùng hắn cách thôi. Đỗ vãn vãn dương giận, nắm chặt của nàng cổ uy hiếp nói. Về sau cũng không cách. Vân đoá, ngươi còn dám hố ta, ta liền bóp chết ngươi nha vân đoá ăn cơm sau đó theo trong tủ đầu giường lục ra ăn một nửa khoai phiến đường khéo cùng đổ vãn vãn chia sẻ Đổ vãn vãn bật cười cho nên tuyệt thực là giả vân đoá giả hoạt cười ăn no tài năng thời cơ mà động chuẩn bị trốn chạy không phải sao đỗ vãn vãn cười nói tuy rằng ta đem hắn chi mở nhưng chạy không ra được hắn nói đem thang máy quyền hạn sửa chữa ta trước khi đi còn phải cho hắn gọi điện thoại tài năng đi ra ngoài. Vân đoá mở ra một viên uy hóa sô-cô-la cầu cắn khẩu, vừa ăn vừa nói. Không chạy, ta sẽ cùng hắn hảo hảo tâm sự. Ta luôn luôn cảm thấy hắn người này quá ngây thơ, cùng hắn tán gẫu căn bản tán gẫu không ra cái nguyên cớ đến. Bất quá hiện tại ta thay đổi ý tưởng, người nói đúng, ta phải tin tưởng hắn. Vô hạn hảo văn, đều ở tấn giang văn học thành đổ vãng vãng trước khi rời đi, một mình cùng vương tứ nam hàng huyên một lát, đem vân đoá băng khoăn cùng của nàng đề nghị nói cho hắn biết. Đỗ vãn vãn. Rất sớm trước kia, ta cuối cùng là đề ly hôn thời điểm, thẩm tư Việt từng nói với ta, hắn hội chờ ta yêu hắn, mặc kệ bao lâu đều nguyện ý chờ. Ngươi xem, hắn xử lý cảm tình phương thức liền so ngươi thành thục hơn. Ngươi hảo hảo là có quá cảm tình trải qua nhân, chẳng lẽ không biết nói vân đoá hiện tại cần nhất là cái gì sao? Vương Tứ Nam chậm rãi nói, "Cảm giác an toàn, cùng với nàng cần ta đứng ở nàng bên này. Ngươi xem, ngươi là biết đến nha. Vậy ngươi vì sao không đồng ý cho nàng cảm giác an toàn đâu? Vì sao không đồng ý cùng nàng sống vai tề đi đâu? Ngươi khả đừng nói cho ta ngươi không cho được nàng. Lúc này quả thật vân đoá không đúng, ngươi hôn nàng cũng là hẳn là. Nhưng là cảm giác an toàn ngươi cho nàng, nhưng đừng nói với ta ngươi không cho được nàng." muốn thực như vậy, vậy ngươi nhóm vẫn là sớm một chút tan tác hảo. Vương Tứ Nam suy tư hồi lâu, lộ ra miệng cười, tạ nói. Nghe quân buổi nói chuyện, thắng đọc 10 năm thư. Vãn vãn, ngươi thực so chu thân kia tiểu tử cường nhiều lắm. Hắn cũng chỉ hội yếu ta nhiều dỗ vân đoá, nhưng là mấu chốt giải quyết không xong, dỗ cũng dỗ không đến điểm thượng. Đỗ vãn vãn khẩn cấp tưởng tiến đến thẩm tư việc miễn cưỡng tranh công, Đáng tiếc nàng biết hắn hiện tại đang ở trên máy bay Thẩm tư Việt không ở nhà, đổ vãn vãn nhàm chán vô nghĩa Vì thế một lần nữa trở lại Nam Sơn Biệt thự bồi thẩm lão gia tử Cơm trưa thời điểm, thẩm lão gia tử giống như lơ đảng hỏi Vãn vãn, ngươi gia gia nải nải ly hôn Thẩm tư ngang cả kinh chiếc đổ cũng chưa cầm chắc, thiệt hay giả Đỗ vãn vãn trả lời Thật sự Thẩm tư ngang Đều một bó tuổi này làm gì đâu. Thẩm lão gia tử nhíu mày, quát lớn nói. Tiểu ngang, làm sao nói chuyện. Thẩm tư ngang co rụt lại cổ, yên lặng sắm vai nấm. Đỗ vãn vãn cắn khẩu sư tử đầu, nói. Cụ thể ta cũng không rõ lắm, ngày hôm qua ta cùng A Việt rất sớm liền cách tịch. Ta chỉ biết là gia gia nải nải 15 năm trước liền ký tên thỏa thuận ly hôn, cái khác liền không biết. Trước khi nàng ở thẩm đổ hai nhà ăn cơm thời điểm đều cực kỳ chú trọng dùng cơm lễ nghi, tuyệt đối sẽ không vừa ăn vừa nói nói. Bất quá sau này thẩm lão gia tử thường thường biên cho nàng gấp thức ăn biên cười hít mắt cùng nàng tán gẫu, còn muốn thường thường nói, ngươi ăn nha, ăn nha, vì thế đổ vãn vãn liền không nhiều như vậy cố kỵ. Đổ vãn vãn ẩn giấu nói, quý gia gia kia căng xương sườn. Bất quá chuyện này quan quý gia gia danh dự, nàng không thể mậu vội vàng mở miệng nói ra đi. Thẩm lão gia tự hỏi. Khi đổ thị cổ quyền đâu? Có phải hay không có đại quy mô thay đổi? Thẩm gia kiềm giữ đổ thị tập đoàn không ít công ty cổ phần, tương ứng, đổ gia cũng kiềm giữ hoàng vũ tập đoàn bộ phận công ty cổ phần. Đổ vãn vãn đáp. Sẽ không, này ngày hôm qua gia gia nãi nãi chuyên môn nhắc tới. Gia gia buông tha cho vợ chồng cộng đồng tài sản bên trong sở hữu cổ quyền phân cách, cho nên không có thay đổi thẩm tư ngang ánh mắt bỗng dưng sáng ngời, nhếch miệng hỏi. Tiểu tẩu tử, ngày nào đó ngươi theo ta ca ly hôn, hội phân cách cổ quyền sao? Thẩm lão gia tử nhíu mày, ngươi gặp A Việt không ở, liền cho ta gia ngứa là đi. Thẩm tư ngang túng nói. Ta liền tùy tiện hỏi hỏi, tùy tiện hỏi hỏi. Đỗ vãn vãn mượn cơ hội cáo trạng. Gia gia, thẩm tư Việt nói qua muốn phân của ta đổ thị một. 5% công ty cổ phần, hắn rất quá đáng a, à, ngươi giúp ta mắng hắn. Còn có loại sự tình này. Thẩm lão gia tử tự nhiên biết đây là tiểu vợ chồng Giang nói đùa, nhưng vẫn là nhận thức nghiêm cẩn thực sự phối hợp nói. Yên tâm, gia gia làm cho ngươi chủ, hảo hảo mắng hắn một chút. Ngày nghỉ ngày cuối cùng buổi sáng, Đỗ Vãn Vãn còn chưa có mở mắt ra liền tiếp đến Thẩm Tư việc đánh tới quốc tế đường dài điện thoại. Ta nghe Thẩm Tư ngang nói Ngươi muốn gia gia làm cho ngươi chủ ly hôn phân cổ quyền chuyện. Đỗ Vãn Vãn. Này thẩm tư ngang. Lại thêm mắm thêm muối cáo nàng trạng đi. Vô Hạn Hảo Văn, đều ở Tấn Giang Văn học thành Vô Hạn Hảo Văn, đều ở Tấn Giang Văn học thành thẩm tư việc lạnh lùng nói. Nói chuyện. Đỗ Vãn Vãn ủy khuất mở miệng. Ngươi tin tưởng hắn, không tin ta. Ngươi nửa câu không có phủ nhận, làm cho ta như thế nào tin tưởng ngươi? chưa nói ly hôn, ta muốn gia gia làm chủ, không cho ngươi phân ta cổ quyền. Thế nào, ngươi thật muốn phân? Đỗ vãn vãn minh bạch hắn sẽ không thật muốn nàng kia một điểm thiếu đến đáng thương công ty cổ phần, nhưng ỷ vào chuyện này tức giận cái chỉ trích hắn. Ngươi nhiều như vậy tài sản, làm chi nhìn chằm chằm của ta một. Năm phần trăm không tha. Thẩm tư Việt, ngươi thật sự là cái vạn ác nhà tư bản. Thẩm tư Việt thản nhiên nói chẳng phân biệt được của ngươi, chờ ta trở lại. Ta sẽ theo ta danh nghĩa cổ quyền bên trong, xuất ra hoàng vũ một. Năm phần trăm cho ngươi, sau so đổ thị đáng giá. Chuyện này về sau không cho đề, đều phân cổ quyền, còn dám nói không đề ly hôn. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 93 93 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com bởi vì thẩm tư việc này gọi điện thoại, đổ vãn vãn hấp lại thấy đều ngủ không được. Mặc cho ai có được giá trị gần 200 triệu nhân dân tệ cổ quyền sau, lại được đến vượt qua 200 triệu nhân dân tệ cổ quyền tặng, đều sẽ hưng phấn mà hoàn toàn vô pháp đi vào giấc ngủ. Tuy rằng nàng cự tuyệt thẩm tư việc hảo ý, nhưng thẩm tư việc thái độ phi thường kiên quyết. Này thật sự là rất ngượng ngùng nha khiến cho nàng giống như cố ý theo trong tay hắn muốn công ty cổ phần dường như. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng đổ vãn vãn đương nhiên vẫn là đặc biệt đặc biệt vui vẻ. Liền tính thẩm tư việc sau khi trở về thay đổi chủ ý không cho nàng công ty cổ phần, tâm ý của hắn cũng cũng đủ nàng vui vẻ được một lúc. Quý gia gia phát ra ủy bộ, phơi ra đánh mã sau giấy thỏa thuận ly hôn, tỏ vẻ cùng đổ ẩn nữ sĩ 15 năm trước liền ký kết thỏa thuận ly hôn, cũng đã cho sắp tới hoàn thành thủ tục ly hôn đồng thời, hắn làm sáng tỏ cùng đổ vãn vãn chuyện xấu, xích vì lời nói vô căn cứ. Trong lúc nhất thời, Internet dư luận trọng điểm ngắm nhìn cho nếu đổ vãn vãn cùng Quý Chính Dương thật sự ở cùng nhau, ở Quý Chính Dương thật nhiều năm trước liền cùng đổ ẩn ký tên hoàng thỏa thuận ly hôn dưới tình huống, Đỗ vãn vãn có tính không tiểu tam, Quý Chính Dương có tính không bên ngoài. Dựa theo pháp luật quy định, Quý Chính Dương cùng đổ ẩn này 15 năm như trước là vợ chồng quan hệ nhưng theo đạo đức luân lý đi lên nói, cái này thật phức tạp. Bạn trên mạng nháy mắt chia làm ba cái phe phái, cho rằng bên ngoài, không tiếp thu vì bên ngoài cùng với thuần túy ăn qua phái. Làm đổ vãng vãng ngoài ý muốn là, tại đây tràn kịch liệt nước miếng chiến trung, nghiêm vũ lâm phát ra điều uầy bộ. Thế nào một đám đều nhận định đổ vãng vãng rất sớm theo quý lão sư? Quý lão sư không là đều làm sáng tỏ sao? Ta liền nói một điểm, Quý lão sư lần trước về nước phải đi năm 12 tháng, bọn họ hai cái chẳng lẽ vân luyến ái sao? Từ đổ vãn vãn thượng mạnh sưu sau, nàng liền từ bỏ soát Weibo, việc này nàng hay là nghe Lưu Duyệt gọi điện thoại đến nói với nàng. Nghe vậy, đổ vãn vãn vội biên tập cái tin nhắn cảm tạ nghiêm vũ lâm. Nghiêm vũ lâm không có hồi. Đổ vãn vãn đi lên Weibo, phát hiện của nàng tài khoản đã vòng vo nghiêm vũ lâm cái kia Weibo, cũng nói cảm tạ Vũ Lâm tỷ tình yêu. Một thoáng chốc, Mai Tuyên điện thoại đến đây. Vãn vãn, ngươi có hay không cùng ngươi bạn trai ảnh chụp? Tương quan ảnh chụp là được, không cần lộ mặt. Thừa dịp Vũ Lâm này ủy bộ ảnh hưởng, ngươi dây có bạn trai tương quan ủy bộ, tận lực hướng công chúng giao cho rõ ràng ngươi cùng ngươi bạn trai thật ân ái. Ta bản thân phát sao? Ngươi đem ảnh chụp cho ta, không cần tóc bay rối. Đỗ vãn vãn không có chụp quá thẩm tư việc ảnh chụp, lật qua lật lại di động tướng sách, nhưng là tìm được đầu đêm 10 ngón tướng chụp kỷ niệm chiếu. Nàng nhìn nhìn, xác định sẽ không bại lộ cá nhân tin tức sau, đêm này trương ảnh chụp thông qua vi tính phát cho Mai Tuyên. Đỗ vãn vãn. Này trương có thể chứ? Mai Tuyên. Có thể. Mai Tuyên. Có hay không hắn đưa cho ngươi lễ vật ảnh chụp? Vòng cổ, hoa đợi chút, Đều có thể, có sao Đỗ vãn vãn vì thế tìm trương nhìn không ra phòng khách bối cảnh Ecuador to lớn hoa hồng ảnh chụp phát ra đi qua Mười phút sau, của nàng tài khoản phát ra một cái bộ, Xứng đồ vì mười ngón tướng chụp chiếu cùng hoa hồng chiếu Ở xa tiên sinh bên người mỗi một thiên Đều là sinh mệnh tặng, thỏa mãn ta đối với tình yêu sở hữu tưởng tượng Vô hạn hảo văn, đều ở tấn gian văn học thành đỗ vãn vãn nhìn đến này bộ sau phản ứng là Trịnh Chỉ Linh liên tục phát ra hơn 10 lớn dần cười biểu cảm. Trịnh Chỉ Linh. Vãn vãn, ngươi điều này cũng rất buồn nôn thôi. Vô hạn hảo văn, đều ở tấn giang văn học thành đổ vãn vãn. Này không là ta phát, tài khoản không về ta đưa vào hoạt động. Ta bản thân dây có quầy bộ còn phải trước tiên xin phép, kỳ thực. Này tài khoản thượng không có một cái quầy bộ là ta bản thân phát. Đổ vãn vãn lật qua lật lại bình luận khu, phát hiện xuất hiện không ít duy trì của nàng bình luận không biết là chân thật bạn trên mạng vẫn là đoàn đội mua thủy quân tình thế dần dần hòa diệu công tác cơ hội tùy theo mạnh xuất hiện mai tuyên không lại giống trước kia như vậy trực tiếp giúp đổ vãn vãn an bày xong công tác lần này nàng chuyển được cáo tiền đều sẽ gọi điện thoại hỏi một câu đổ vãn vãn ý nguyện đổ vãn vãn nhưng là thờ ơ trên cơ bản mai tuyên đề nghị tiếp lời nói nàng liền sẽ đồng ý Thẩm tư việc hội nghị sau khi kết thúc còn cần ở Bắc Âu xử lý một ít tập đoàn công tác vấn đề, Đổ Vãn Vãn một lần nữa bắt đầu vì chạy thông cáo mà bận rộn cuộc sống. Năm ngày sau, thẩm tư việc trở lại thành phố Hát, Đổ Vãn Vãn 19 Hào Dân Quốc diễn khởi động máy, cho nên hắn mới vội vàng gấp trở về cùng Tiểu Kiều Thê vượt qua cuối cùng vài ngày hạnh phúc không biết xấu hổ không táo cuộc sống. Được đến chỉ thị quan thịnh tự nhiên là sáng sớm đã đem Đổ Vãn Vãn công tác an bày tất cả đều thủ tiêu đỗ vãn vãn đối này tâm như gương sáng nhưng đêm qua nhàn đàm tiếng tổ sắp tới nàng cũng quả thật không nghĩ lại cả ngày chạy thương diễn thẩm tư việt đem một phần cổ phiếu sang tên đến đỗ vãn vãn danh nghĩa giá trị so với hắn lúc trước hứa hẹn kia bộ phận cao thượng rất nhiều đỗ vãn vãn vốn định cự tuyệt thẩm tư việt lạnh lùng nói này dùng để mua của ngươi ly hôn này hai chữ nghe hiểu chưa đỗ vãn vãn cười hoàng trụ của hắn cổ Vậy ngươi muốn hay không lại mua mua của ta khác tự? Tỷ Như chia tay linh tinh. Thẩm Tư Việt câu môi, nắm tiểu cô nương cầm, ý cười sâu thẳm. Lặp lại lần nữa. Ngươi người này thật sự là một điểm tình thú đều không có. Thẩm Tư Việt thản nhiên nói. Ta bản thân chính là một cái không thú vị nhân. Lời này hắn trước kia liền giảng quá. Đỗ Vãn vãn thấu thượng môi đỏ, hôn hôn khóe môi hắn, cười nói: sẽ không a à, ta nói rồi hội cùng ngươi trải qua trên thế giới này rất nhiều rất nhiều chuyện thú vị ban đêm luôn mạng dịu mê ly đỗ vãn vãn hổ thẹn đáp lời hắn một câu câu ma quỷ đặt câu hỏi thẩm tư việt thoải mái sao thẩm tư việt thế nào không nói chuyện một cái lễ phép động tác đỗ vãn vãn thở nhẹ a à, thẩm tư việt thoải mái sao đỗ vãn vãn đỏ mặt Ân. Ừ. Thẩm tư Việt. Có muốn hay không càng sâu một điểm. Trải qua hai ba thiên một tất cũng không rời tư thủ, thẩm tư Việt xuất môn đi làm. Trước khi rời đi, hắn ôm nhu hôn môi trong lúc ngủ mơ tiểu cô nương, khinh thủ khinh cước tận lực không có đem nàng đánh thức. Mai Tuyên theo tuần trước bắt đầu liền luôn luôn liên hệ thẩm tư Việt thư ký, Chu gia vĩ biết nàng là đổ vãng vãng người đại diện, mà nàng dùng là lý do cũng là về kỳ hạ nghệ nhân sự tình, bởi vậy hỏi qua thẩm tư việc sau khiến cho thư ký an bày cái hôm nay hẹn trước. Thẩm tư việc không đem chuyện này nói cho đổ vãn vãn. Hai giờ chiều bán, Mai Tuyên đi đến Hoàng Vũ, thư ký đem nàng mời vào phòng tiếp khách. Thẩm tư việc đã chờ ở bên trong. Hắn biết Mai Tuyên là đổ vãn vãn mẫu thân bạn thân, như vậy tính ra, cũng hắn trưởng bối. Thẩm tư việc mỉm cười. Mai nữ sĩ, ngài hảo. Mời ngồi thẩm tổng ngài hảo. Mai Tuyên ở hắn đối diện ngồi xuống, tươi cười không chê vào đâu được. Cảm tạ ngài trăm vội bên trong rút ra thời gian. Thẩm tư Việt. Khách khí, trà vẫn là cà phê. Mỹ thức, cảm ơn. Một phen hàng huyên khách sáo sau, Mai Tuyên gặp thẩm tư Việt nhất phái lạnh nhạt, cũng không hỏi nàng vì sao tới gặp hắn, vì thế nàng chỉ buồn cười nói. Thẩm tổng, ta hôm nay là tới cùng ngài tâm sự ta thuộc hạ một cái tiểu nghệ nhân. Ân. Ừ. Không biết là vị ấy. Mai Tuyên vẫn không nhúc nhích nhìn thẳng thẩm tư việc thâm thúy đôi mắt, bên môi tươi cười không giảm. Đổ vãn vãn. Thẩm tư việc trên mặt vô ba vô lan, câu môi cười, ân. Ừ. Này đó là ý bảo nàng tiếp tục nói tiếp. Mai Tuyên mở ra túi sách, lấy ra một sấp ảnh chụp, chúng ta tinh duyệt kỳ hạ nghệ nhân đổ vãn vãn tương quan ảnh chụp, tin tưởng thẩm tổng hội cảm thấy hứng thú. Phòng tiếp khách trung không có khác nhân, Mai Tuyên đứng dậy đi đến thẩm tư Việt trước mặt, đem ảnh chụp buông. Thẩm tư Việt bấm tay kinh khấu mặt bàn, không có lật xem. Mai Tuyên gắt cao theo dõi hắn, môi đỏ câu cười. Thẩm tổng không nhìn xem. Thẩm tư Việt đạm cười, giữ kính như bưng con ngươi lạnh bạc thê nàng, nói thẳng bãi. Mai Tuyên tâm căng thẳng, nhưng tên đã trên dây không thể không phát nàng bảo trì ý tứ hàm xúc không rõ tươi cười đem ảnh chụp mở ra thẩm tổng người sáng mắt không nói tiếng lóng ngài là có gia thất nhân này không quá thỏa đáng đi thẩm tư việt cúi mâu nhìn hai mắt ảnh chụp mấy trương sân bay chụp ảnh chiếu hắn ôm hạng nặng võ trang đổ vãn vãn một trương mười ngón nhanh chụp chiếu một trương to lớn hoa hồng chiếu này hai trương đúng là đổ vãn vãn uầy bộ lý phát kia hai trương ảnh chụp mai tuyên ung dung quan sát thẩm tư việt thần sắc biến hóa lại không nghĩ rằng hắn kia trương thanh lãnh tự phụ trên mặt ngay cả một lát buông lỏng đều không có, nhìn không ra nửa phần hỉ giận. Thẩm tư Việt ngước mắt, ánh mắt thâm thúy lạnh lùng, câu môi nói. Không biết Mai nữ sĩ đây là cái gì ý tứ? Mai tuyên cười dơ lên di động, ta đây còn có đoạn ghi âm. Nàng đè xuống truyền phát kiện, là nàng cùng đổ vãng vãng điện thoại ghi âm. Mai tuyên. Ngươi cái kia cái gọi là bạn trai có phải không phải thẩm tư Việt? đỗ vãn vãn thanh âm lộ ra che giấu không được khẩn trương làm sao có thể đâu ta bạn trai làm sao có thể là thẩm tư việt mai tuyên tối hôm qua tiểu lưu đưa ngươi đi ánh mặt trời bờ biển đi ta đánh xe đi theo các ngươi mặt sau mấy yên tĩnh mai tuyên vãn vãn a ngươi thật sự là ngươi có biết hay không bản thân ở làm gì đỗ vãn vãn kích động nói không có ta cùng hắn chỉ là bằng hữu bình thường. Ghi âm kết thúc. Vô Hạn Hảo Văn đều ở Tấn Giang Văn Học Thành Thẩm Tư việc nhẹ nhàng cười, theo ta được biết, ngài cùng mẫu thân của Đỗ Vãn Vãn là bạn tri kỷ bạn tốt. Mai tuyên tránh đi đề tài này, thẳng thắn vô tư nói. Thẩm tổng, tin tưởng ngài biết này đó ảnh chụp cùng ghi âm nếu truyền lưu đi ra ngoài, bất kể là đối với Hoàng Vũ mà nói vẫn là đối với Đỗ Vãn Vãn mà nói đều là một hồi không nhỏ phong ba. Nặng thì, ngài chỉ sợ muốn tự nhận lỗi từ chức, mà đổ vãn vãn cũng sẽ lại khó có suốt đầu ngày. Mai Tuyên Minh bạch bọn họ cái kia kẻ có tiền trong vòng luẩn quẩn, loại này đều tính việc nhỏ. Nhưng là thẩm tư việc bất đồng, hắn cưới là đổ ủng cháu gái đổ tiêu, mà đổ vãn vãn hoàn toàn là đổ uẩn một cái khác cháu gái. Này không là dưỡng tình nhân việc nhỏ, mà đề cập luân lý. Thẩm Tuyết Minh nếu là biết được việc này, tất nhiên tức giận như vậy thẩm tư việc này hoàng vũ tổng tài vị trí chỉ sợ cũng ngồi không vững. Thẩm tư việc ngữ khí nhạt nhẽo, hào không lộ liễu sương sớm. Cho nên, Mai Tuyên bên môi dơ lên tình thế nhất định tươi cười, nàng xem thẩm tư việc, nói. Ghi âm cùng ảnh chụp toàn bộ đều có dự bị, thẩm tổng, ta cứ việc nói thẳng, ta muốn làm tinh duyệt nghệ nhân tổng giám. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 94 94 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Vào lúc ban đêm, Đỗ Vãn Vãn tiếp đến thông tri, Mai Tuyên ngay hôm đó khởi rời đi tinh duyệt, Đỗ Vãn Vãn tạm thời từ nghệ nhân tổng giám mạc tỷ tự mình mang, ngày mai buổi sáng 10 mở ra hội. Mạc tỷ thân là bí mật người đại diện, vài năm nay trừ bỏ mang tinh duyệt nhất ca từ ảnh đế ngoại, đã không mang theo khác nghệ nhân. Đỗ vãn vãn ngồi xổm xuống tử, buông ra trong ngực cửu cửu sau lập tức đánh cái điện thoại cấp Mai Tuyên. Không người tiếp nghe. Thẩm tư Việt đang ngồi ở sofa trung ương xem tài vụ báo biểu, ngước mắt cười yếu ớt. Như thế nào? Đỗ vãn vãn lắc đầu, mê mang nói. Ta người đại diện tạm rời cương vị công tác, không biết sao lại thế này. Nàng vừa dứt lời, Lưu Duyệt liền gọi điện thoại đi lại. Lưu Duyệt. Vãn vãn. Mai tỷ này sao lại thế này? Đỗ vãn vãn một mặt mộng bức. Ta cũng không biết, điện thoại đánh qua không ai tiếp. Lưu Duyệt. Ta vừa mới theo công ty xuất ra, quan tổng, mặt Tỷ đều ở, đem ta gọi đi qua nói làm cho ta về sau liền đi theo ngươi. Đỗ vãn vãn nhìn nhìn đồng hồ treo tường, đã 10 giờ rưỡi đêm. Vậy ngươi trên đường cẩn thận, chú ý an toàn nha. Biết biết. Lưu Duyệt nhẹ giọng nói. Vãn vãn. Ngươi nói có phải hay không là công ty bên trong đấu tranh? Đỗ vãn vãn sửng sờ. Này! Không thể nào! Lưu Duyệt! Ta hiện tại không dám liên hệ Mai Tỷ, các ngươi quan hệ thân cận, nếu không ngươi hỏi một chút mẹ ngươi. Hảo! Đỗ vãn vãn cắt đứt điện thoại sau liền lập tức đánh cấp đỗ mẫu, đỗ mẫu nghe xong chỉ dặn dò nàng. Chuyện này ngươi cũng đừng quản, mọi người cắt hữu mọi người hữu duyên pháp, biết không? đổ vãn vãn. Mẹ, ngươi rõ ràng phương diện này nguyên nhân. Ngươi coi nàng như đi ăn mán khác đi. Phòng tiếp khách trung trang có theo dõi, thẩm tư việc sớm đem buổi chiều hắn cùng với Mai Tuyên gặp mặt hoàn chỉnh video clip đưa cho đổ mẫu xem. Bởi vậy, hiện nay đổ mẫu cũng không có gì hay để nói, đành phải luôn mãi dặn nữ nhi. Ngươi không là ngày sau liền phi thành phố V đúc sao? Hảo hảo quay phim đi, tâm tư đừng hướng nơi khác phóng. Về phần mai tuyên, ngươi gần nhất tự ít đi cùng nàng liên hệ đi. Đỗ vãn vãn không hiểu ra sao. Mẹ! Ta cùng ngươi ba đều ngủ, cứ như vậy đi, treo A. À. Đỗ mẫu cắt đứt điện thoại sau, đỗ vãn vãn nắm chặt di động đứng lặng hồi lâu, cho đến khi thẩm tư việc không mặn không nhạt mở miệng nói. Thời gian không còn sớm, tắm rửa đi. Đỗ vãn vãn nhảy nhót đến hắn bên cạnh người ngồi xuống, sáng trong mắt to tràn đầy nghi hoặc. Thẩm Tư Việt, ngươi có biết Mai Di vì sao rời đi tinh duyệt sao? Thẩm Tư Việt bình thản ung dung, nước tìm chỗ trũng mà chảy, người tìm chỗ cao mà đi. Khả năng địa phương khác có rất tốt cơ hội, khác mưu thăng chức. Ngày kế buổi sáng tỉnh lại, đổ Vãn Vãn di động có Mai Tuyên Phát đến tin nhắn. Vãn Vãn, ta đi mạch điền đại phong. Chúc ngươi tiền đồ giống như cẩm, chúng ta ngày khác hữu duyên tạm biệt. Phi thường quang phương một câu nói. Trận từ trước người đại diện góc độ xuất ra, không hề cảm tình độ ấm. Đỗ Vãn Vãn cảm thấy hiểu rõ, trả lời: "Chúc Mai Di hết thảy thuận lợi, sự nghiệp có thành." Buổi sáng hội nghị chủ yếu nhằm vào Đỗ Vãn Vãn phát triển định vị, Mạc Tỷ nói: "Vãn Vãn, ngươi có ý kiến gì liền đều nói ra, chúng ta hội đầy đủ lo lắng suy nghĩ của ngươi." Đỗ Vãn Vãn liền liền tỏ vẻ bản thân không nghĩ tiếp nhiều lắm sơ quay phim bên ngoài công tác vô hạn hảo văn đều ở tấn gian văn học thành mạc tỷ hướng trên laptop viết một lát tiếp theo ngẩng đầu nghiêm túc nói ngươi kỹ thuật diễn không sai không muốn đi lưu lượng hoa nhỏ lộ tuyến lời nói cũng không phải là không thể được nhưng tuổi bãi ở nơi đó lỡ mất liền không có cơ hội vãn vãn ngươi nghĩ rõ ràng đổ vãn vãn mạc tỷ ta chỉ tưởng hấp dẫn chụp không nghĩ hồng ân thành đi khi thương diễn ta liền tận lực không cho ngươi an bày nếu thích hợp tống nghệ tìm tới cửa đến ta sẽ tìm ngươi tế tán gẫu diễn trò phương diện này không cần lo lắng phía ta bên này tài nguyên vẫn là đủ ngươi dùng là cám ơn mạc tỷ cuộc sống đâu vào đấy tiếp tục đổ vãn vãn bắt đầu tiến vào đêm qua nhàn đàm quay chụp đến khởi động mấy ngày đó nàng mới biết được nguyên lai like này bộ diễn giám chế dĩ nhiên là lạc lăng kỳ mà phía trước xuất phát từ giữ bí mật cần, Lạc Lăng Kỳ vẫn chưa hiện thân, đêm qua nhàn đàm, tương quan hoạt động. Đạo diễn Trần Đông Minh cùng Lạc Lăng Kỳ là sư huynh đệ quan hệ, lần này hợp tác là song kiếm hợp bích. Quay chụp ngày thứ tư chạng vạn, căn cứ nhật trình kế hoạch chụp đại kết cục cuối cùng một màn tình chương. Máy quạt gió chạy đến lớn nhất, tốc độ gió hô lạp hô lạp. Bầu trời ô trầm đè nén. Đỗ vãng vãng từ nhỏ ô tô nội bước ra, long long trên vai áo choàng, thần sắc kích động. Sức diễn vai nam chính lục tân sinh vẽ mặt tối tăm, mặt trầm xuống đi về phía trước. Tạp. Trần Đông Minh đạo diễn dơ loa hô. Nghỉ ngơi 10 phút. Lạc Lăng kỳ cười nói. Đổ vãng vãng như vậy một tá phẫn, thần thái động tác thêm vào, quả thật rất có quý tộc thiếu phụ cảm giác. Trần Đông Minh gật đầu đồng ý, diễn thật sự có trình tự tính, ký có phu nhân cảm giác, lại không có quên lục mãn nguyệt lúc lơ đảng biểu lộ ngây ngô. Bên kia, lục tân sinh cùng đổ vãn vãn trao đổi một lát mắt diễn, cười nói. Ngươi là ta đã thấy trong mắt tối hấp dẫn trẻ tuổi nữ diễn viên chi nhất, hy vọng như thế này ta có thể tiếp được trụ của ngươi diễn. Đỗ vãn vãn không kiêu ngạo không xỉm nịnh cười nói. Sên ca nói đùa, hy vọng sẽ không nhường sinh ca thất vọng. Kết thúc công việc sau, Lạc Lăng Kỳ tìm đổ vãn vãn nghiên cứu hạ mấy ngày nay nàng đối với không bằng tuổi trình tự lục mãn nguyệt đắp nặng trình độ, cũng cấp ra thiết thực đề nghị. Đổ vãn vãn tò mò hỏi. Lần trước ngươi nói, nhàn đàm hoa rơi, lý lục cận nguyệt giai đoạn trước lấy hiện ra nhẹ nhàng thiếu nữ cảm làm chủ, nhưng đã là phong nguyệt nơi lục cận nguyệt, quá mức cường điệu thiếu nữ cảm có phải hay không có chút phi cùng. Nhàn đàm hoa rơi, tức ảnh bản, đêm qua nhàn đàm mộng hoa rơi kịch bản sửa chữa bộ phận tương đối nhiều, ảnh bản cùng kịch bản đối với lục cận nguyệt xuất trướng gái hồng lâu thân phận giao cho bất đồng. Lạc Lăng Kỳ nói xong sau, nở nụ cười hạ, lo lắng tiếp sau. Đỗ vãn vãn loan môi cười nói. Ta liền là đột nhiên nhớ tới này ra, có chút kỳ quái thôi. Lạc Lăng Kỳ khẽ cười, từ chối cho ý kiến. Tháng 10 ngày cuối cùng, thẩm tư việc lặng lẽ bay tới thành phố Vê Đức, canh giữ ở đổ vãng vãng trong phòng chờ nàng trở lại. Xa cách non nửa nguyệt, tưởng niệm được ngay. Tuy rằng chỉ cần đổ vãng vãng không có đêm diễn, buổi tối sẽ cùng hắn video clip một lát, nhưng trừ bỏ trên tình cảm tưởng niệm, còn có nhu cầu cấp bách an ủi thân thể tưởng niệm. Phiến tràng kết thúc công việc sau, Lạc Lăng Kỳ hỏi Lưu Duyệt. Vãng vãng đâu? Hắn buổi sáng nghe được các nàng mấy nữ hài tử nói đêm nay muốn cùng đi xem yên hoa biểu diễn tú sự tình. Lưu Duyệt. Vãn vãn thân thể không quá thoải mái, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Lạc đạo, chúng ta muốn đi xem yên hoa tú, cùng nhau sao? Không xong, các ngươi hảo hảo ngoạn. Đỗ vãn vãn vừa đi vào phòng, đã bị vĩ ngạn nam nhân để ở thân thể đặt tại ván cửa bên trên. Của hắn hôn phô thiên cái địa, như tật phong mưa rào. Đỗ vãn vãn bị hắn hôn hít thở không thông, tức giận đến dùng tiểu nắm tay thẳng chủy của hắn ngực hôn nồng nhiệt qua đi thẩm tư việt ôm lấy mềm nhũng anh phấn phấn tiểu cô nương cúi đầu cười nhẹ mới thân một lát đâu liền nhịn không được đỗ vãn vãn vừa thẹn lại táo làm sao ngươi thực chạy phòng ta đến đây nếu như bị nhân gặp được làm sao bây giờ nha thẩm tư việt cười nói khi không phải vừa vặn về sau sẽ không cần lén lút đến chúng ta đi tắm rửa vô hạn hảo văn đều ở tấn giang văn học thành thẩm tư việc xem qua xã hội tin tức một ít đưa tin bởi vậy biết khách sạn bồn tắm lớn không nhất định sạch sẽ hắn xuất môn hướng đến trụ cố định mấy nhà khách sạn tổng thống phòng xếp nhưng hiển nhiên đổ vãn vãn nơi này không giống với thẩm tư việc dùng vòi hoa sen cấp tiểu cô nương xối rửa thân mình ôm nhu hỏi nói ở chỗ này chờ ta còn là đi lên giường chờ ta đổ vãn vãn ngưỡng từ bạch khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm cẩn nói chúng ta trước tiên là nói hảo, ngươi động tác nhẹ chút, ta cũng không muốn ngày mai sát vài tầng che hà xuất môn. Hơn nữa, hóa trang sư sẽ đem của nàng trang cấp tá, tương ứng, trên cổ cũng muốn một lần nữa sát phấn. Nếu như bị nhân nhìn đến dâu tây ấn. Thẩm tư việc bàn tay to phủng trụ tiểu cô nương mặt, màu sắc sâu thẳm. Hắn nhếch lên khóe môi, khi muốn xem vãn vãn hôm nay có đủ hay không ngoan. Đổ vãn vãn mặt váy ngủ đi ra toilet, chờ thẩm tư việc tẩy hoàng xuất ra, sau đó. Cùng nhau làm thiếu nhi không nên kia đương sự. Di động tiếng chuông vang lên. Đỗ vãng vãng mau bước qua cầm lấy di động, thấp mâu vừa thấy, lạc lăng kỳ điện báo. Quy, lão lăng. Lạc lăng kỳ. Nghe ngươi trợ lý nói, ngươi thân thể không thoải mái. Một chút, không là cái gì đại sự. Cơm chiều còn chưa có ăn đi. Muốn ăn cái gì, ta cho ngươi đóng gói một phần. Không cần, ta nghỉ ngủ. Này sao được, này nọ hay là muốn ăn. Ta đã kêu ngoại bán ăn, cảm ơn ngươi nha, ta thật sự muốn ngủ. Vô hạn hảo văn, đều ở tấn giang văn học thành, được rồi, vậy ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, gần nhất nhiệt độ không khí giảm xuống mau, chú ý thân thể. Kết thúc trò chuyện sau, Đỗ Vãn Vãn mới phát hiện trên di động còn có tam thông cuộc gọi nhở, đều là Lạc Lăng Kỳ đánh tới. Bất quá tắm rửa thời điểm cửa toilet quan quá chặt chẽ, vòi hoa sen dòng nước thanh tư kéo tư kéo, tích táp, đổ vãn vãn tự nhiên chợt nghe không thấy tiếng chuông. Đổ vãn vãn nằm ở trên giường cùng trịnh chỉ linh phát ra vi tính tán gẫu, một thoáng chốc thẩm tư việt liền xuất ra. Hắn chỉ mặc một cái quần lót, đại bảo bối bị buộc vòng quanh vĩ đại hình dạng. Đổ vãn vãn chỉ lường liếc mắt một cái, mặt liền hồng sắp lấy máu. Thẩm tư việt trên vai phi điều khăn tắm vừa đi hướng đổ vãng vãng một bên trà lau thấm ướt tóc đen. Đổ vãng vãng thân mình trượt, trốn vào trong chăn. Thẩm tư việc một phen xốc lên chăn, đem tiểu cô nương vớt lên. Đi lại, giúp ta sấy tóc. Chính ngươi thổi nha, ta cùng Linh Linh tán gẫu một lát thiên. Không được, ngươi giúp ta sấy tóc, ta giúp ngươi tán gẫu. Đổ vãng vãng. Mà nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến thùng thùng tiếng đập cửa lạc lăng kỳ thanh âm vang lên vãn vãn thẩm tư việt hẹp dài hoa đào mắt mị mị ẩn ẩn xem đỗ vãn vãn ánh mắt tràn ngập nguy hiểm cảnh cáo đỗ vãn vãn đề thấp tiếng nói giải thích nói không là ta cho hắn đi đến lạc lăng kỳ cao giọng nói vãn vãn ngươi ở trong phòng sao ta đóng gói điểm cái ăn đều là ngươi thích ăn cùng với tiếng đập cửa thùng 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 bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 95 95 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Thẩm tư Việt câu môi, ánh mắt chợt trở nên thanh lãnh lợi hại, giống như tùy thời liền muốn đem phía trước tiểu cô nương sách cốt ăn luôn. Đổ vãng vãng Nàng tâm như gương sáng Biết được thẩm tư Việt cũng không hội lung tung phỏng đoán nàng cùng lạc lăng kỳ quan hệ, nhưng là đi, Hắn người này đặc biệt thích mượn đề tài để nói chuyện của mình. Cũng chính là, tìm cơ hội hung hăng khi dễ nàng. Tiếng đập cửa còn tại thùng thùng vang. Đỗ vãn vãn di động tiếng chuông cũng vang lên, không cần nói, tự nhiên là lạc lăng kỳ đánh tới. Lạc lăng kỳ còn ở ngoài cửa, đỗ vãn vãn không thể cùng thẩm tư việc tiếp tục dằn co đi xuống. Nàng mềm yếu nhẹ giọng nói. Thẩm gia ca ca, người tiên tiến toilet trốn một chút được không được nha thẩm tư việt báo cho nói không cho cho hắn đi vào mặc kệ khi nào thì đỗ vãn vãn sẽ không nha ta chỉ biết cho ngươi đi vào chờ một chút ta lập tức đến đỗ vãn vãn vốn định phi kiện áo khoác liền đi mở cửa thẩm tư việt không khỏi phân trần cho nàng bộ thật dài khố hai phút sau đỗ vãn vãn đem cửa mở một đạo khâu chui ra mau nhung nhung tiểu đầu mặt mày cong cong nói lão lăng cảm ơn ngươi khách khí với ta cái gì lạc lăng kỳ sâu sắc phát giác của nàng dị thường hỏi trong phòng có người hắn cầm trong tay gói to đưa cho đỗ vãn vãn đỗ vãn vãn vội lắc đầu không có không có rất rối loạn phòng không thu thập sẽ không mời ngươi tiến vào ngồi lạc lăng kỳ cúi mâu xem nàng một lát cười nói vậy ngươi nghỉ ngơi đi ngủ ngon vô hạn hảo văn đều ở tấn Giang văn học thành ngủ ngon Lạc Lăng Kỳ đóng gói không ít đồ ăn, món chính ký có cháo trắng cũng có cơm, hồng muộn đại tôm, tố sao nhân ba món, kho tàu sư tử đầu, ngô tam đinh bốn đạo đồ ăn, còn có một chén đậu đỏ dụ viên canh. Thẩm tư việc ăn tình địch đưa tới cơm chiều, hơn nửa đoạt đổ vãng vãng kia một chén đậu đỏ dụ viên canh. Đổ vãng vãng một bên uống cháo trắng một bên tội nghiệp xem xét hắn. Thẩm tư việc giáp khởi một cái vòng tròn trượt đi sư tử đầu, hướng nàng trước mắt nhoáng lên một cái, đạm cười. Muốn ăn sao? Đỗ vãn vãn nuốt nuốt nước miếng, tưởng. Hắn một ngụm cắn điệu một nửa, một bên nhấm nuốt một bên thản nhiên nói. Vậy ngươi đã nghĩ tưởng đi. Đỗ vãn vãn. Đỗ vãn vãn miếm miếm khóe môi, mệt mỏi nói. Vậy ngươi làm chi hỏi ta? Thẩm tư Việt. Lần sau ta không ở thời điểm, phải hiểu được cự tuyệt. Đỗ vãn vãn giận tái đi, liền cho ngươi ăn, không cho ta ăn là đi. Thẩm tư Việt. Biết là tốt rồi. Đỗ vãn vãn. Đỗ vãn vãn thở phì phì buông cháo trắng, tay mắt lanh lẹ dùng chiếc đũa sáp nhập đóng gói hộp lý còn sót lại cái kia kho tàu sư tử đầu, vội vàng nhét vào trong miệng. Sư tử đầu quá lớn, nàng chỉ có thể cắn điệu hơn một nửa. Vô hạn hảo văn, đều ở tấn giang văn học thành thẩm tư Việt chiếc đũa đi phía trước duỗi ra, nâng lên tiểu cô nương cầm, nhổ ra đổ vãng vãng lắc đầu, lắc đầu, lắc đầu. Nàng lung tung ăn mấy khẩu liền nuốt đi xuống, lộ ra một bộ, ngươi làm khó dễ được ta, đắc ý biểu cảm. Thẩm tư việc buông cơm hộp cùng chiếc đũa, rút tờ khăn giấy một căn trà lau ngón tay, đổ vãng vãng, thẩm gia ca ca không thích không nghe lời đứa nhỏ. Ăn đều ăn. Căn cứ dù sao đều như vậy, không tiếp tục ăn có lỗi với tự mình nguyên tắc, đổ vãng vãng đem thừa lại hơn một nửa cái sư tử đầu cũng cấp ăn cửa lại truyền đến tiếng đập cửa. Khách sạn phục vụ sinh thanh âm thanh thúy vang lên, Đỗ Vãn Vãn thế mới biết Thẩm Tư Việt phía trước cũng đã trầm trồ khen ngợi toa ăn. Đỗ Vãn Vãn nhìn nhìn trước mặt một mặt không kiên nhẫn cùng lạnh lùng nam nhân, xấu hổ cười cười, nguyên lai like ngươi kêu bữa nha. Thẩm Tư Việt hờ hững đứng dậy, đi vào toilet, thuận tiện đem cửa đóng lại. Đỗ Vãn Vãn đơn giản thu thập một chút, mở cửa. Phục vụ sinh đi rồi, Thẩm tư Việt lập tức theo toa lét nội xuất ra Đỗ vãn vãn nở nụ cười hạ, nói Nhà này khách sạn phục vụ nhân viên rất tốt Giúp chúng ta đem ngoại bán rác mang đi đâu Thẩm tư Việt hạ đang thức ăn lý Cũng có kho tàu sư tử đầu, một phần tám Vô hạn hảo văn, đều ở tấn giang văn học Thành hắn sắc mặt đoan trang, ôn hòa mở miệng Không là thích ăn sao Vậy ăn xong, chỉ cho ăn cái này Một cái cũng không có thể thừa hảo. Tốt. Sau này đổ vãn vãn thật sự ăn không vô, nàng tác kiều một nguồn một cái, thẩm gia ca ca, hô, uy thẩm tư việc ăn. Thẩm tư việc nội tâm là quả quyết tưởng muốn cự tuyệt của nàng, nhưng mà thân thể xuất phát từ bản năng đối nàng này mỗi một tiếng mềm giọng thập phần hưởng thụ. Hắn liền tay nàng ăn kho tàu sư tử đầu, chẳng sợ hắn cũng đã thật no rồi. Ăn cơm xong, tiêu thực vận động. Đã lớn tiêu thực hạng mục. Thẩm tư việc đè lại tiểu cô nương sau gáy. Đỗ vãn vãn ghé vào trên giường, thất kinh. Ngươi ngươi. Giải khóa tân tư thế. Đỗ vãn vãn. Nam nhân tiếng nói trầm thấp thanh lãnh. Nâng lên. Đỗ vãn vãn không rõ hắn chỉ nơi nào, nhán lên một cái thần, đột nhiên đã trúng một cái tình thú hưng trí đánh, đùng một tiếng. Không đau, lại thanh thúy vừa thẹn sĩ. Đỗ vãn vãn thân hình đột nhiên rung lên. Thẩm tư Việt. Nâng lên. Đổ vãng vãng thanh thanh cổ họng, nha. Nhã. Nhã miệt điệp. Lời còn chưa dứt, lại là thanh thúy, đùng, thanh. Hắn lần này lực đạo hơi trọng, nghe lời, nâng lên. Gặp tiểu cô nương chậm chạp bất động, thẩm tư Việt bàn tay to ôm nhu nhắc tới tiểu cô nương, đem chăn bông điếm tới của nàng thắt lưng phúc phía dưới. Hắn tùng rảnh tay, nhẹ nhàng đem nàng thả lại trên giường ngoài cửa sổ cây cố chặt cây theo gió lay động cành nhụy hoa thơm tho mùi thơm ngào ngạt đón gió nở rộ thẩm tư việt ôm tiểu cô nương đổ vãng vãn chỉ chốc lát sau liền mang theo khóc nức nở không không cần kéo đăng kéo đăng kéo đăng kéo đăng kéo đăng thành phố vê đức chỗ hoa bắc năm nay thụ hàng triệu ảnh hưởng bắt đầu mùa đông gốc năm rồi sớm 10 ngày qua ở lãnh không khí liên tục ảnh hưởng hạ ngày cao nhất nhiệt độ không khí liên tục 5 ngày không đủ 10 độ. Căn cứ quay chụp nhật trình an bày, trong khoảng thời gian này đổ vãn vãn vừa vặn chụp nam chính cùng nữ nhị mới bắt đầu khi diễn phân. Nàng mặc áo lam hắt váy, cánh tay cùng chân đều là muốn lộ ra đến. Đạo diễn nhất kêu tạp, Lưu Duyệt liền ôm quân áo bành tô chạy lên tiền cấp đổ vãn vãn mặc vào. Diễn phục Lý Tần cũng dáng ấm cục cưng, nhưng dù là như thế này, đổ vãn vãn vẫn là bị cảm quay chụp tiến độ sẽ không bởi vì cá nhân nguyên nhân mà làm ra điều trưởng chỉnh đừng nói là đổ vãn vãn như vậy tiểu diễn viên cho dù là ảnh đế ảnh hậu cũng không thể ngoại lệ bất quá đạo diễn tính toán đem rơi xuống nước diễn phân sau này chuyển nhưng đổ vãn vãn ở phát ra khinh thiêu dưới tình huống kiên trì chụp xong rồi sớm định ra rơi xuống nước diễn giám thị khí tiền trần đông minh cười nói với lạc lăng kỳ này cô nương kỹ thuật diễn hảo có thể chịu khổ ngày khác tiền đồ không có ranh giới lạc lăng kỳ nói ta cũng thật xem trọng nàng trần đông minh cười đến một mặt bí hiểm chế nhạo hắn ngươi này xem trọng theo ta này xem trọng nhưng là đại không giống với đi ngươi đã hướng vào làm cho nàng diễn vai nữ chính muốn là các ngươi lưỡng thành cũng coi như tài tử giai nhân một đoạn giai thoại lạc lăng kỳ cúi đầu cười nhẹ nhàng nói nàng có bạn trai không cho ngươi đoạt nhân sở yêu thời cơ mà không động đậy hiểu không ha 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 lăng kỳ ngươi cũng không nhỏ ta cùng sư phụ đã có thể chờ của ngươi tin tức tốt một ngày sau lạc lăng kỳ tiếp đến phụ thân lạc hải sơn điện thoại lạc hải sơn ngữ khí trầm trọng ta nghe đông tử nói ngươi đối cái kia đổ vãn vãn thật có ý tứ lạc lăng kỳ ngươi sớm làm đã chết này tâm nàng không là ngươi năng động lạc lăng kỳ mặt mặt chân thành nói ta thực thích nàng thẩm tư ngang đã từng vì nàng ra quá mức chuyên môn mời ta ra mặt giúp cái vội ta liền cứ như vậy cùng ngươi nói đi ngay cả thẩm tư ngang đều phải bán nàng ba phần tính tôi nàng trước mặt ta cùng mặt khác nhất nữ diễn viên mặt trực tiếp liền có thể mở miệng huấn thẩm tư ngang hào nghiêm túc ngươi cảm thấy như vậy nhất cô nương lại là công khai tình cảm lưu luyến nàng là ngươi có thể nhúng chàm sao lạc lăng kỳ trong lòng ẩn có đoán cũng biết phụ thân trong lòng đoán là cái gì nhưng hắn không tin đỗ vãn vãn là như vậy nhân ta chỉ tin tưởng ta ánh mắt nhìn đến vãn vãn là cái cô nương tốt chỉ cần có cơ hội ta liền sẽ không buông tay nhưng mà lạc lăng kỳ rất nhanh sẽ đối bản thân lời nói sinh ra dao động ngay tại sông thập nhất quan côn chương một ngày trước buổi sáng đỗ vãn vãn ngã bệnh nàng lúc này cháy được lợi hại bác sĩ hoài nghi là viêm phổi khiến cho sốt cao cũng may kiểm tra sau phát hiện chẳng phải viêm phổi. Lạc Lăng Kỳ cùng Trần Đông Minh thương lượng sau, đem đồng nhất cảnh tượng quay chụp kế hoạch trước tiên, chuyển ra 3 ngày thời gian vội tới Đỗ Vãn Vãn tỉnh dưỡng. Vào lúc ban đêm, thẩm tư việc liền đến thành phố Vê Đức. Thành phố Vê Đức công cộng chữa bệnh tài nguyên thiếu thốn, bởi vậy ở Lạc Lăng Kỳ an Bày hạ, Đỗ Vãn Vãn là ở địa phương tốt nhất tư nhân bệnh viện nhập viện trị liệu. Tuy rằng thăm hỏi thời gian đã qua, nhưng công lập bệnh viện đều sẽ vì mổ ta đám người mở ra đặc thù thông đạo, càng không nói đến tư nhân bệnh viện. Đang nhân phòng bệnh nội, Đỗ vãn vãn đã ngủ, nàng nghe được thanh âm, mơ mơ màng màng gian trợn mắt thấy một đạo quen thuộc bóng dáng. Thẩm Thẩm tư việc bước nhanh đi lên phía trước, cuối mâu xem hơi thở mong manh tiểu cô nương, ngữ khí lạnh lùng. Ân, là ta. Hắn tiến vào tiền đã cùng bác sĩ tán gẫu quá biết nàng hiện tại đã mất trở ngại, thiêu cũng lui xuống. Bất quá bảo hiểm khởi kiến, cần lưu viện quan sát 24 giờ. Đương nhiên, lưu viện quan sát kỳ thực là thẩm tư việc nhường trịnh hằng cùng bệnh viện yêu cầu. Đỗ vãn vãn phát sốt vỗ nhiều ngày như vậy mùa hè diễn phân, hắn thực tại không đành lòng xem nàng tiếp tục lãng phí thân thể của chính mình. Đỗ vãn vãn tinh thần dần dần hồi long, ngáp một cái, sao ngươi lại tới đây nha? Tiểu cô nương xoa mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, anh đào môi no đủ hồng nhuận, mở miệng gian nải lý nải khí, như là miêu trảo công nhân tâm đầu. Thẩm tư việc mặt trầm như nước, thanh cao xương cung mày hạ màu sắc u ám, ngươi nói ta thế nào đến đây? Đỗ vãng vãng buông dụi mắt tay nhỏ bé, loan mâu, thiêu lui, cũng không phải cái gì đại sự nhi, chút tật xấu. Không quan trọng, ngươi thực không cần chuyên môn chạy lần này nha. Thẩm tư việc nhìn thẳng ánh mắt nàng, ngưng thanh nói. Nếu lại có tiếp theo, nếu ngươi dám lại không đem thân thể làm hồi sự, về sau ta liền sẽ không thả ngươi xuất ra quay phim. Đỗ vãn vãn, nghe hiểu chưa? Qua, ngươi người này thật bá đạo, rất không phân rõ phải trái. Đừng cho ta cực nhã, nghe minh bạch không có. Đỗ vãn vãn cố lấy quai hàm, mềm nhũng làm nũng. Thẩm gia ca ca, vãn vãn thân thể không thoải mái, vãn vãn sinh bệnh, ngươi không thể hung ta thẩm tư việc sắc mặt hơi hoảng ngồi vào bên giường tốt lắm ngủ đi thẩm gia ca ca ôm ngươi ngủ ngày kế sáng sớm thẩm tư việc xác định đỗ vãn vãn không có việc gì sau liền ly khai bệnh viện bay trở về thành phố hát tham dự hạng mục ký ức nghi thức mà hắn không biết là hắn ra vào bệnh viện thời điểm đã sớm bị ẩn nút cẩu tử chụp ảnh hạ ảnh chụp có lẽ hắn là biết đến chỉ là hắn cam chịu loại này hành vi hay hoặc là nói lần này chụp ảnh vốn là để ý lưu bên trong. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 96 96 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Đỗ vãn vãn đưa tay đi lấy Lưu Duyệt trong tay giữ ấm cặp lồng cơm. Ta bản thân đến. Lưu Duyệt nghiêng người né tránh đi, không được, ta uy ngươi. Ta cũng không phải đứt tay, chờ ngày nào đó ta gãy xương lại làm phiền lão gia ngài uy được không được nha. Nói mau phi phi phi. Giữa trưa, Lạc Lăng Kỳ mang theo đóng gói tốt lát trái cây đến xem nàng. Hắn cười nói. Biết các ngươi nữ diễn viên chú ý thể trọng, cho nên cố ý nhường đừng phóng lát tương. Lưu Duyệt phốc xích cười ra tiếng. Lạc đạo, vậy ngươi thật đúng là không hiểu biết ta nhóm vãng vãng, nàng chỉ biết bị buộc khống chế thể trọng. Đỗ Vãn Vãn loan môi cười, hiện tại khả không ai bức ta. Nói lên thể trọng trọng tâm đề tài, trong lòng nàng không khỏi mạnh xuất hiện vài phần thương cảm cùng thẫn thờ. Mai Di là thật vì nàng hảo, toàn tâm toàn ý chiếu cố nàng. Chỉ là hiện tại, liền như vậy chặt đứt liên hệ. Lạc Lăng Kỳ nói, ta hỏi bác sĩ, ngày mai có thể tiến hành xuất viện. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, thân thể quan trọng hơn giúp ta dẫn đường diễn truyền đạt một câu phi thường thật có lỗi, chậm trễ quay chụp tiến trình. Đỗ vãn vãn ngày hôm qua đã cấp Trần Đông Minh phát hành lang kiểm tin nhắn, cũng thu được đối phương hồi phục. Nàng hiện tại là muốn cùng Lạc Lăng kỳ lời nói thật có lỗi, nhưng lại biết hắn khẳng định hội trách cứ nàng xa lạ, vì thế đành phải lấy như vậy phương thức nói ra miệng. Nhật trình kịp thời điều chỉnh, không chậm trễ. Lạc Lăng kỳ bán đùa bán nghiêm cẩn nói bất quá lần sau lại không thoải mái tuyệt đối không nên cứng rắn chống đỡ chẳng phải mỗi hồi đều có thể lâm thời điều chỉnh kế hoạch ngươi đột nhiên ngã xuống ngược lại so trước đó xin phép phiền toái nhiều lắm đỗ vãn vãn cười đáp lại buổi chiều sản xuất nhân đại biểu kịch tổ đến thăm bệnh nói chút trường hợp nói sản xuất nhân đi rồi đỗ vãn vãn cùng lưu duyệt cùng nhau đã thủ du lưu duyệt cả giận không đánh không đánh ta hôm nay phi tù Đỗ Vãn Vãn cười nàng. Ngươi vừa mới còn nói ngươi là cái Âu Hoàng vận may đâu. Khẳng định là ngươi đem của ta Âu khí hút khô rồi. Lưu Duyệt điểm tiếng uây bộ, sắc một lát sau tràn đầy phấn khởi nói với Đỗ Vãn Vãn. Vãn Vãn, ít tin tham nhà phát ra cái báo trước, nói tối hôm nay 9 giờ hội bạo đại liêu. Đỗ Vãn Vãn dùng đào bảo hạ điểm đồ ăn vặt đơn đặt hàng, thuận miệng trả lời. Nha, như vậy a. À nàng lại mua điểm đồ ăn vặt ký hồi trường học cấp bạn cùng phòng nhóm ăn, cấp đổ phụ đổ mẫu mua vài món quần áo mùa đông. Vô hạn hảo văn, đều ở tấn gian văn học thành lưu duyệt. Linh điểm tranh mua, thật nhiều nửa giá, ta mua một ngàn nhiều khối quả hạch. Đổ vãn vãn kinh ngạc. Nhiều như vậy. Mừng năm mới thời điểm có thể làm quà tặng tống xuất đi, tiết kiệm tiền. Là Nga, duyệt duyệt hảo quản gia nha. Đỗ vãn vãn mở ra quả hạch cửa hàng, ta cũng mua điểm, ta cũng muốn quản gia. Ưu đãi đã không có lúc không giờ lớn, ngươi còn không bằng chờ xong thập nhị. 9 giờ tối, đỗ vãn vãn chính sửa chữa lục mãn nguyệt nhân vật tiểu truyền, di động tiếng chuông vang lên. Quy, duyệt duyệt như thế nào nha? Lưu duyệt trong thanh âm lộ ra tràn đầy vội vàng. Vãn vãn, ngươi nhớ được ta buổi chiều với ngươi giảng ít tinh tham nhà nói ra sao? Ân. Ừ bọn họ tuôn ra thẩm tư việc bên ngoài, bên ngoài đối tượng là ngươi. Hả? Cái quỷ gì? Lưu Duyệt cấp đến độ đều nhanh điệu nước mắt. Vãn vãn, ngươi nói thật, ngươi thật sự bị thẩm tư việc bao dưỡng sao? Đỗ vãn vãn trái tim nhỏ cũng nhảy đến bay nhanh, hẳn là không có đi. Hẳn là không có. Cho nên bên ngoài thật chú ý. Đỗ vãn vãn lập tức phủ nhận. Không có, ta làm sao có thể tham gia nhà của người khác đình. Về phần thẩm tư việc, này là chúng ta lưỡng chính mình gia đình, nào có tham gia vừa nói. Bản thân tham gia bản thân. Lưu Duyệt hít hai khẩu khí, nói. Vãn vãn, chính ngươi xem tin tức đi, lần này thật sự muốn xong đời. Ta trước treo, mặt tỷ bên kia hẳn là đã ở đánh ngươi điện thoại. Đỗ vãn vãn vội vàng mở ra Weibo. Này nói ra mới xuất ra không đến 3 phút, còn không có thượng học sớt. Nàng ở tìm tòi khung đưa vào, đổ vãng vảng ba chữ, rất nhanh sẽ nhảy ra tương quan bộ Nguyên lai like 9 tháng để nàng cùng thẩm tư Việt đi Vân Nam lần đó đã bị chụp ảnh. Công minh dài thủy sân bay quốc tế, thẩm tư Việt thân mật ôm lấy đội mũ lưỡi trai cùng mồm to tráo nàng. Tuy rằng nhìn không thấy mặt, nhưng là cái kia thân hình một đôi so có thể phân biệt xuất ra là nàng. Sau đó chính là tối hôm qua Thẩm Tư Việt xuất hiện tại này gia tư nhân cửa bệnh viện ảnh chụp, cùng với hôm nay buổi sáng rời đi khi ảnh chụp. Quầy bộ lý nhắc tới. Theo tất, Đỗ Vãn Vãn nhân cảm mạo phát sốt cho hôm qua buổi sáng vào ở này bệnh viện tiến hành trị liệu. Đỗ Vãn Vãn vừa muốn gọi điện thoại cấp Thẩm Tư Việt, công ty điện thoại liền đánh đi lại. Đầu tiên hỏi nàng nói ra chân thật độ, tiếp theo yêu cầu nàng tạm thời không cần phát ra tiếng, chờ công ty phòng PA giải quyết phương án điện thoại một cái lại một cái, đổ vãng vãng di động cơ hồ đều phải bị đánh bạo. Nàng đành phải mở ra phi hành hình thức, đêm này đó hỗn loạn toàn bộ cách trở điệu. Cũng may nàng còn có một cái di động, cũng chính là đổ thừa trạch mua cho nàng cái kia. Trên Internet bình luận đổ vãng vãng hiện tại là không tính toán lật xem, dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được khẳng định tràn ngập ô ngôn quế ngữ cùng trào phúng chửi rủa thậm chí khả năng còn có nguyền rủa nàng mới sẽ không đi bản thân tìm khí chịu làm gì đâu đỗ vãn vãn mở ra của di động thông tin lục tìm ra thẩm tư việc di động hào dùng tân di động cho hắn đánh qua nha không tiếp đỗ vãn vãn biết đây là của hắn tư nhân di động cho nên đoán hắn tiên thiếu tiếp lại lịch không rõ điện thoại vì thế nàng mở ra tin nhắn biên tập mặt biên tin nhắn viết đến một nửa có gọi điện thoại đánh tới đỗ vãn vãn xem này xuyến số di động nghĩ rằng tám phần là đổ thừa trạch đánh tới, bởi vì chỉ có hắn biết của nàng này số di động. Quả nhiên, nhất chuyển được liền truyền ra đổ thừa trạch thanh âm. Vãn vãn. Là ta. Nãy nãy muốn cùng ngươi gọi điện thoại. Đầu kia điện thoại ngay sau đó liền truyền đến đổ ẩn không giận tự uy thanh âm. Đổ vãn vãn. Đổ vãn vãn cắn cắn môi dưới, đáp. Ta ở, nãy nãy còn nhớ rõ ta nói rồi thẩm gia cùng đổ gia sẽ không ra mặt giúp ngươi chùi đít sao. Hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là rời khỏi vòng giải trí, hoặc là tùy ý tình thế tiếp tục hướng ác liệt phương hướng phát triển đi xuống. Vô hạn hảo văn, đều ở tấn giang văn học thành đổ vãn vãn không nghĩ tới đổ nải nải nhất mở miệng nói, như trước là muốn nàng rời khỏi vòng giải trí chuyện. Nàng cúi mắt lông mi, trầm mặt xuống dưới. Đỗ vẫn thấy nàng chậm chạp không nói chuyện, liền lạnh lùng nói cho ngươi một ngày thời gian lo lắng như không cần ta sẽ không rời khỏi vòng giải trí đỗ vãn vãn hít sâu một hơi nải nải này là ta sự nghiệp đỗ vẫn cười lạnh nói ngươi cho là ngươi bây giờ còn có thể bảo trụ ngươi sự nghiệp đỗ vãn vãn minh bạch tổ mẫu nói ý tứ nói ra vừa ra tới nếu không làm sáng tỏ lời nói nàng về sau chính là chỗ bẩn nghệ nhân có lẽ liền cùng phía trước giống nhau cái gì công tác cơ hội đều khó có nhưng là, nàng kiên trì nói. Ta sẽ không rời khỏi. Đỗ ẩn lúc này cắt đứt điện thoại. Đỗ vãn vãn dạy ra xem di động màn hình, trong ốc dần dần chạy xe không. Không biết qua bao lâu, nàng phục hồi tinh thần lại, đem tin nhắn đưa vào khung tự từng cái từng cái sang điệu. Không là cái gì đại sự, mấy trương ảnh chụp mà thôi, liều chết không tiếp thu sẽ không sự. Ân, không thể nhận thức nhưng là nàng đã cùng công ty cam chịu chuyện này quy a quy. Đỗ vãn vãn phát hồi trên giường bệnh, sinh không thể luyến nhìn trần nhà. Vô hạn hảo văn, đều ở tấn giang văn học thành nàng minh bạch, thẩm tư việc hội duy trì nàng diễn trò. Nhưng đây là nàng rất sớm trước kia liền đối đổ nãi nãi ưng thuận hứa hẹn, cũng là các nàng trong lúc đó lề mề đánh giằng co, nàng không nghĩ dựa thẩm tư việc giải quyết vấn đề này. Bởi vì cái dạng này vừa tới, nàng cùng đổ nải nải trong lúc đó ngăn cách chỉ biết càng ngày càng thâm. Đổ vãn vãn bản thân là thờ ơ, nhưng là nhất tưởng đến cha mẹ. Tuổi tác tiệm dài, đổ phụ đổ mẫu kỳ thực là muốn cầu hòa, nàng rất rõ ràng. A à, a à, a, à, hảo phiền nha. Đổ vãn vãn ôm lấy gối đầu tạp một lát, lại phát hồi trên giường. Một đêm vô miên. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 97. 97. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cửa bệnh viện đã vây mãn phóng viên, vừa đến thăm hỏi thời gian, Lưu Duyệt liền vọt vào phòng bệnh. Bên ngoài đều là phóng viên, hôm nay đừng tiến hành xuất viện. giường ngủ không nhanh, lạc đạo cùng trong viện chào hỏi qua. Đỗ vãn vãn ăn gắn bó lưu hương tiểu lung bao, nhu thuận gật gật đầu. Lưu Duyệt xem nàng liếc mắt một cái, hỏi, thẩm tư việc liên hệ ngươi sao? Điện thoại nhiều lắm, ta khai phi hành hình thức, hắn. Đỗ vãn vãn bỗng dưng dừng lại nói, đôi mắt nhất loan, ta cùng hắn không quen, cái kia ảnh chụp. Tối hôm qua 11 điểm, ít Tinh tham nhà lại tuôn ra một đoạn ghi âm, ngươi cùng mai tỷ. Đỗ vãn vãn một mặt mê mang. A. À. Lưu Duyệt một mặt, ngươi nha đều đến đến lúc này còn tưởng gạt ta, vẫn mất biểu cảm, nàng lấy điện thoại cầm tay ra đem trên mạng tuôn ra ghi âm ngoại phóng. Nghe xong, đổ vãn vãn trợn to hốc mắt, thế nào? Làm sao có thể? Lưu Duyệt thở dài. Không là ngươi lục chính là mai tỷ lục, ngươi nói đâu? Không. Đổ vãn vãn theo bản năng phủ nhận, mai di sẽ không như vậy đối ta. Lúc này thật là đủ thực chú ý. Lưu Duyệt vuốt ve mu bàn tay nàng, nghiêm cẩn nói. Vãn vãn, mặc kệ thế nào chuyện này chạy nhanh xử lý điệu lạc đạo làm cho ta chuyển cáo ngươi hắn có thể ra mặt giúp ngươi bãi bình chuyện này chỉ cần ngươi gật đầu hắn hội đối ngoại tuyên bố ngươi là của hắn vị hôn thê đỗ vãn vãn không có nghĩ nhiều chỉ làm lạc lăng kỳ là muốn trợ giúp nàng vượt qua này cửa ải khó khăn này không được cho dù hắn tuyên bố cũng không thể ngăn chặn từ từ chúng khẩu thậm chí hội nhận đến đại lượng lục mạo công kích hắn là hảo ý nhưng ta bản thân gây ra sự tình, không thể liên lụy người khác. Khi làm sao bây giờ? Vô Hạn Hảo Văn đều ở Tấn Giang Văn Học thành đổ vãn vãn lắc đầu, sau đó nói, "Ta có thể hay không dùng ngươi di động cấp Mai Di gọi cuộc điện thoại?" Lưu Duyệt muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài. "Được rồi, cho ngươi." Đổ Vãn Vãn đánh qua, trực tiếp bị cắt đứt. Vì thế nàng phát ra điểm tin nhắn cấp Mai Tuyên. "Mai Di, ta là vãn vãn. Hai phút sau, đổ vãn vãn lại đánh một cuộc điện thoại, không người tiếp nghe. Lưu Duyệt. Xem ra Mai Tỷ. Nàng cúi môi dưới giác, không nghĩ lại kêu Mai Tuyên Tỷ, vì thế sửa lời nói. Xem ra tiền người đại diện tự biết nội tâm có ngượng, không dám nhận ngươi điện thoại. Đỗ vãn vãn khe khẽ thở dài, nói. Duyệt duyệt, ta khả năng nan lại xoay người. Cố gắng chụp hoàng này bộ diễn, ta liền sẽ bị bức lui ra vòng giải trí cũng không nhất định. Nói cái gì nói dối. Lưu Duyệt trong mắt không khỏi chứa đầy lệ, nức nở nói. Sẽ không. Đổ vãn vãn ôm nàng bờ vai, ngươi yên tâm, mặc kệ ta kế tiếp hội thế nào, ta đều sẽ giúp ngươi thực hiện của ngươi người đại diện giấc mộng. Ta lại không quan trọng. Ngươi nơi này không được, ta cùng lắm thì đi theo khát nghệ nhân hỗn. Lưu Duyệt mặt ánh mắt, miệng nhất biển. Nhưng là vãn vãn làm sao ngươi làm a, à, ô ô ô ô của ngươi diễn nghệ kiếp sống mới vừa mới bắt đầu. Đỗ Vãn Vãn ôm lấy nàng, mềm giọng an ủi. Không có việc gì, trong mệnh có khi chung tu có. Đừng khóc, lại khóc trang đều phải tìm nha. Đỗ Vãn Vãn dỗ Lưu Duyệt, 10 phút sau, Lưu Duyệt di động tiếng chuông vang lên. Lưu Duyệt đem di động cấp Đỗ Vãn Vãn, đình chỉ nức nở, mai tuyên điện thoại. Đỗ Vãn Vãn tiếp nhận đến đè xuống tiếp nghe kiện, quy, mai di. Mai Tuyên ngữ khí thập phần bình thản. Vãn vãn. Đổ vãn vãn. Ta liền không vòng quanh, ta không rõ, mai di ngươi vì sao muốn đối với ta như vậy. Mai tuyên lời nói thấm thía mở miệng. Vãn vãn, ta sớm với ngươi giảng quá, thẩm tư việc đã kết hôn, ngươi linh thanh. Ta không nghĩ tới ngươi cùng hắn luôn luôn không đứt rời, ngươi rất làm cho ta thất vọng rồi ta rõ ràng đã. Đỗ vãn vãn không muốn nghe nàng nói này đó, không kiên nhẫn đánh gãy lời của nàng. Đủ. Mai Di, ta chỉ muốn biết ngươi vì sao muốn hại ta. Ta thế nào hại ngươi? Ngươi trách ta bán đứng ngươi sao? Ta lặp lại lần nữa, ta cùng thẩm tư Việt không có không đứng đắn quan hệ. Khi lúc trước, tháng 6 ngươi, thẩm tư Việt vì sao đột nhiên đến tham bang, vẫn là đến tham ngươi hôn diễn bang vì sao ngươi đêm khuya bị đưa đi hắn nhà trọ ngươi nói với ta ngươi đi du lịch giải sầu thế nào vừa vặn thẩm tư việc cũng xuất hiện tại sân bay còn bị nhân chụp đến các ngươi hai cái thân mật ảnh chụp mai tuyên càng nói càng kích động dương giọng nói vãn vãn ta luôn luôn coi ngươi là thành của ta nữ nhi ngươi không phải không biết ngươi làm sao có thể làm ra chuyện này đến công chúng nhân vật làm sao có thể làm ra đạo đức bại hoại hành vi còn có Hảo mấy tháng trước La Tuệ bị phong sát, không phải là bởi vì các ngươi hai cái nhất thời tranh cãi, ngươi bị nàng đánh một cái tác sao? Đỗ vãn vãn thốt ra. La Tuệ phong sát làm không là đã giải sao? Nàng ngang ngược, nhân phẩm tham ưu, làm một cái diễn viên, ngay cả diễn đều diễn không tốt, chẳng lẽ nàng thật quan ủng sao? Mai Tuyên thật dài thở dài một hơi, thất vọng nói. Đỗ vãn vãn, ngươi đỗ bây giờ còn khăng khăng một mực. Đỗ Vãn Vãn hít sâu một hơi, hòa dịu hạ ngữ khí. "Mai Di, ta biết ngươi đối ta tốt, ta tin tưởng kia đoạn ghi âm không là ngươi cố ý thả ra đi." "Ta." "Vãn Vãn, không cần hơn nữa." Mai Tuyên kia đầu lại một lần nữa thở dài, nói: "Hy vọng ngươi sớm ngày thay đổi triệt để, một lần nữa làm người. Trước kia là ta không có hảo hảo xem ngươi, ngươi biến thành như bây giờ ta cũng không hề khả trốn tránh trách nhiệm." "Mai Di, Ta. Ta hiện tại mở ra trực tiếp, thực xin lỗi. Đỗ Vãn Vãn trái tim bỗng dưng phản phất bị người dùng móng tay dài hung hăng nắm chặt, cái gì? Điện thoại đã bị cắt đứt. Lưu Duyệt gặp Đỗ Vãn Vãn vẻ mặt mờ mịt, kinh ngạc, xen lẫn phẫn nộ, đau đớn biểu cảm, vội hỏi. Như thế nào? Đỗ Vãn Vãn phục hồi tinh thần lại, cười lạnh thanh, không dám tin nói. Nàng đào hố cho ta kêu, nàng nói với ta, nàng mở trực tiếp không bao lâu, Lưu Duyệt ngay tại trên mạng lục soát Mai Tuyên này gọi điện thoại. Mai Tuyên mở trực tiếp đồng thời, cũng lục video clip, điện thoại là miễn đề ngoại phóng, bởi vậy đối thoại dị thường rõ ràng. Đỗ vãn vãn nghe bản thân âm sắc nghe không quá xuất ra, bởi vì bản thân nghe bản thân thanh âm đều sẽ bị nhận không ra. Nhưng Lưu Duyệt nghe được xuất ra, thật rõ ràng thật rõ ràng, cùng thượng một đoạn ghi âm giống nhau, đều là đặc biệt dễ dàng có thể nghe ra là đổ vãn vãn thanh âm. Lưu Duyệt gấp đến độ nước mắt đổ rào rào đi xuống thẳng điệu, Mai Tuyên làm sao có thể như vậy đâu. Hơi quá đáng. Hơi quá đáng. Đỗ vãn vãn rút khăn giấy giúp Lưu Duyệt trà lau nước mắt, ôm nhu hỏi nói. Duyệt Duyệt, ngươi vì sao không biết là ta quá đáng đâu. Ngươi xem, ta tham gia nhà của người khác đình, ta không là người tốt. Lưu Duyệt lộ ra rối rắm thần sắc, một bên khóc vừa nói. Ngươi là người tốt, chúng ta nhận thức lâu như vậy rồi, ta đãi ở bên cạnh ngươi lâu như vậy rồi, ta biết ngươi là người tốt. Chỉ cần ngươi theo ta giải thích, ta liền tin tưởng ngươi. Không giải thích cũng không quan hệ, thẩm tư việc cái loại này buôn bán đám hỏi, ta biết khẳng định là. Ô ô ô, ô ô ô, ô vãng vãng, ngươi về sau làm sao bây giờ a, à, ô ô ô. Đỗ vãng vãng sờ sờ của nàng đầu, cười nói. Duyệt duyệt, không quan trọng, cùng lắm thì ta rời khỏi vòng giải trí. Kết quả sẽ không càng kém, liền tính ta rời khỏi vòng giải trí, ta cũng có thể cuộc sống rất khá. Nàng rất muốn nói cho Lưu Duyệt, nàng chính là thẩm tư Việt phu nhân. Nhưng là Lưu Duyệt miệng không nghiêm, vẫn là trước giữ bí mật đi. Lưu Duyệt hiển nhiên hiểu lầm, lệ trong suốt hỏi: "Thẩm tư Việt sẽ cưới ngươi sao?" Đỗ Vãn Vãn nghiêng đầu suy nghĩ một lát, an ủi nàng. "Hội đi." Lưu Duyệt ô ô lại khóc lên, Đức Quảng nói: "Ngốc. Ô ô ô, vãn vãn làm sao ngươi ngu như vậy a, à? hắn hắn sẽ không cưới của ngươi, ô ô ô ô ô ô, ô vô hạn hảo văn, đều ở Tấn Giang văn học thành đổ vãn vãn nhịn không được nở nụ cười. Lưu Duyệt, ngươi có phải không phải choáng váng, ô ô ô vãn vãn. Bệnh viện bên ngoài đều là phóng viên, Lạc Lăng Kỳ đánh không thông đổ vãn vãn điện thoại." vì thế liền trằn trọc hỏi nhân muốn tới Lưu Duyệt di động hào. Điện thoại trung, Lưu Duyệt thanh âm vang lên, cổ họng lượt câm. Quy, Ngài Hảo, Tinh Duyệt giải trí Lưu Duyệt. Nhưng đổ vãn vãn tiếp điện thoại. Sau vài giây, đổ vãn vãn thanh âm theo trong di động truyền ra đến. Lão Lăng. Lạc Lăng kỳ lùi ra sau thượng lưng ghế dựa, vi hơi ngửa đầu, trên mạng chuyện ta liền không hỏi ngươi, thực cũng thế giả cũng thế dù sao của ngươi thanh danh xem như bị hủy. Lưu Duyệt đem đề nghị của ta nói cho ngươi sao. Đầu kia điện thoại mặt một cái chớp mắt, sau đó nói. Ta không thể liên lụy ngươi, cảm ơn ngươi lão lăng. Nói cái gì liên lụy không liên lụy. Lạc lăng kỳ tự dễ cười, nói. Ta thích ngươi, đổ vãng vãng. Ngươi đã cái kia cái gọi là bạn trai không có khả năng cưới ngươi, ta cưới ngươi thế nào? Đầu kia điện thoại triệt để im lặng. Thời gian một phần một giây đi qua, Lạc Lăng Kỳ nhịn không được mở miệng hỏi nói. Ngươi liền như vậy thương hắn? Đỗ Vãn Vãn ngữ điệu bằng phẳng. Chuyện này ta nhất thời vô pháp nói rõ ràng, Lạc đạo, cảm tạ ngài nâng đỡ, Vãn Vãn thừa nhận không dậy nổi. Lạc Lăng Kỳ kiên trì hỏi. Ngươi rất yêu hắn? Đối diện yên tĩnh nửa phút, tiếp theo, Lạc Lăng Kỳ nghe được nàng nói. Là Internet dư luận công kích như mảnh thú hồng thủy bàn đánh úp lại đổ vãn vãn không đành lòng xem nhưng là không nghĩ lỡ mất sự tình phát triển này rõ ràng là một hồi chủ mưu đã lâu đã kích nàng đổ muốn biết đối phương còn có thể làm ra cái gì động tác đến đổ vãn vãn đối với mấy cái này hiểu biết đều đến từ lưu duyệt lưu duyệt xoát quá ôi bộ sau sẽ đem này nói ra đưa cho nàng xem tận lực không nhường nàng xem đến trên mạng ô ngôn uế ngữ Mai Tuyên ký hạ La Tuệ, phỏng vấn trung, La Tuệ hàm chứa lệ điềm đạm đáng yêu nói. Cảm tạ của ta người đại diện, cảm tạ của ta công ty Mạch Điền Đại Phong, ta còn tưởng rằng đời này đều đợi không được công bằng cùng công chính, cảm tạ các vị truyền thông bằng hữu. Nói xong, nàng che miệng, rơi xuống hai hàng thanh lệ. Lưu Duyệt tức giận đến phải chết, mắng vừa thông suốt, làm sao có thể có như vậy người vô sĩ. Ghê tẩm đến cực điểm. Trong lúc nhất thời, Mai Tuyên trở thành tật ác như cừu, quân pháp bất vị thân chính diện nhân vật, mổ nổi danh giải trí báo chí khen ngợi nàng vì vòng giải trí ánh rạng đông người đại diện, chính nghĩa hóa thân. Lưu Duyệt rất nhanh phát hiện mổ cái trọng điểm. Mai Tuyên đi mạch điền đại phong, mạch điền đại phong không phải là gian điềm cái kia công ty. Đỗ Vãn Vãn nhưng là không liên hệ đến điểm này, hiện thời tinh tế nhất tưởng, trong lòng càng thêm rét run nếu thật sự cùng gian điềm có liên quan, như vậy nói cách khác, Mai Tuyên sớm cũng đã chuẩn bị muốn hủy diệt nàng. Vô hạn hảo văn, đều ở tấn gian văn học thành đổ vãng vãng không khỏi thở dài, ta thật sự không nghĩ ra, Mai Di kết quả vì sao làm như vậy? Còn Mai Di đâu? a à, Lưu Duyệt cười lạnh, vì danh lợi, nàng thật là cái gì đều không cần. Lưu Duyệt cấp nghiêm vũ lâm phát ra tin nhắn, cũng dùng đổ vãn vãn quầy bộ cấp nghiêm vũ lâm phát ra tư tính, nhưng không hề hồi âm. La tuệ việc này, chỉ cần có nhân đứng ra nói rõ ràng sự tình chân tướng, kỳ thực tốt lắm ít quá. Chỉ là hiện thời đổ vãn vãn chen chân thẩm tư việc hôn nhân bằng chứng như núi, ai cũng không đồng ý vì la tuệ này một chuyện nhỏ dính lên đổ vãn vãn trên người tin. Dù sao có chút võng dân cũng mặc kệ của ngươi chân thật ý đồ, ngươi nhất ban nhân gia làm sáng tỏ, ngươi chính là đứng thành hàng, bọn họ liền muốn mắng tử ngươi. Đỗ Vãn Vãn lý giải, vì thế cười nói sẽ không cần làm Vũ Lâm Tỷ nang làm. Bạn thích bộ truyện này, yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 98. 98. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio. Com. Đỗ Vãn Vãn tài khoản phát quá không ít cùng bạn trai xa tương quan ười bộ hiện thời bị danh trinh thám thuộc tính bạn bè trên mạng đào móc ra nàng cùng thẩm tư Việt dấu vết để lại. Tiếng mắng một mảnh, mà thẩm tư Việt cùng đổ vãn vãn sự kiện này cũng bị quan lấy, quan côn chương thiêu chết tiểu tam bên ngoài nam, danh hiệu. Thẩm tư Việt đánh không thông đổ vãn vãn điện thoại, vốn đính hảo vé máy bay phi thành phố V Đức, lúc này đổ thừa trạch đưa điện thoại di động hào cho hắn, hắn này mới có thể liên hệ lên đổ vãn vãn. Thế nào không gọi điện thoại cho ta? lại không có gì đâu có nha đỗ vãn vãn nhìn nhìn ngồi ở nàng bên giường soát quầy bộ lưu duyệt châm trước dùng từ ta cùng ta trợ lý ở cùng nơi đâu không có chuyện gì trước hết treo đỗ vãn vãn đỗ vãn vãn lên tiếng nói ngươi nói ta nghe đâu vô hạn hảo văn đều ở tấn gian văn học thành lưu duyệt thức thời ngẩng đầu không tiếng động dùng khẩu hình nói ta đi ra ngoài mua điểm hoa quả Đỗ vãn vãn hướng nàng gật gật đầu. Trong điện thoại, thẩm tư Việt bật cười. Ngươi đã nghĩ cứ như vậy là đi. Đỗ vãn vãn. a, à. Hảo, vậy quải đi. Đỗ vãn vãn. Đỗ vãn vãn. Khi tái kiến nha. Nói xong, nàng liền treo điện thoại, sau đó kêu trụ lưu duyệt. Ta điện thoại đánh xong, ngươi đừng đi ra ngoài. Lưu Duyệt quay người lại, đi trở về bên giường, trên mặt không có nụ cười nhìn chầm chầm xem nàng thẩm tư việt đỗ vãn vãn tân một tiếng hắn nói gì đó không nói cái gì duyệt duyệt không có việc gì ít nhất đỗ vãn vãn ngừng lại một chút chậm rãi nói ít nhất trên internet lời đồn đãi không thể chinh phục ta hủy không xong ta nhưng là nàng cũng biết nàng cần trả giá đại giới là cái gì kỳ thực rời khỏi vòng giải trí cũng không phải là không thể được nàng có thể chuyển phía sau màng cứ như vậy vừa không tính vi phạm lời hứa cũng không cần hoàn toàn vứt bỏ của nàng nhiệt tình yêu thương nhưng là phàm là còn có tuyển nàng sẽ không tưởng buông tha cho quay phim buông tha cho trở thành một gã vĩ đại diễn viên thẩm tư việc xem bị cắt đứt điện thoại nở nụ cười hạ lá gan càng ngày càng phì lần tới hảo hảo dọn dẹp một chút này tiểu cô nương tự nhiên là ở trên giường thu thập. Thẩm tư Việt ở rơi xuống đất cửa sổ kính trạm kế tiếp một lát, đi trở về trước bàn làm việc. Hắn dùng điện thoại nội bộ đánh cấp lái xe, chuẩn bị xe, đi đổ thị. Đến buổi tối, trên mạng lại một lần nữa tuôn ra một cái liêu. Nói ra nhân là Đỗ vãn vãn đại học đồng học, Trương Giai Nam. Nàng đối với truyền thông nói, Đỗ vãn vãn vì gom góp mua hóc sớt tiền, câu dẫn của nàng phú nhị đại bạn trai. Cũng chính là văn hữu đình. Trương Giai Nam không có chứng cớ, nhưng là nàng lời thề son sắc nói. Ta nguyện ý vì ta ngôn luận phụ pháp luật trách nhiệm. Mà đổ vãn vãn lần đầu tiên thượng họp sức thời điểm, vốn liền là bị người thôi đi lên, bởi vậy mua họp sức cái gì chứng cớ đều cũng có tích khả theo. Tuy rằng này tuyệt đồ căn bản chứng minh không xong họp sức là đổ vãn vãn bản thân mua, nhưng là đại gia nhất trí cho rằng ai sẽ tiêu tiền cho người khác làm giá y không là. Vì thế, này nói ra cũng liền biến thành cái gọi là thực chù y Trừ này đó ra, cũng có người nói ra xưng đổ vãn vãn vì nổi danh thông đồng khúc gia ninh. Đổ vãn vãn lại vừa bực mình vừa buồn cười, Lưu Duyệt hỏi nàng. Này cũng để thiệt hay giả? Đổ vãn vãn đùa nói. Đương nhiên giả, ta đều có kim chủ thẩm tư Việt, thông đồng nàng bạn trai làm chi? Lưu Duyệt mặt mặt, nói. Trên mạng sửa sang lại xuất ra ăn qua thời gian tuyến là nói, ngươi trước dùng cái kia phú nhị đại tiền mua hót sớt, sau đó thẩm tư việc mới sẽ chú ý đến ngươi. La Tuệ bị phong sát ở ta thượng hót sớt tiền thật lâu phía trước đi. Phương diện này lo diệt lỗ hổng sẽ không nhân phát hiện sao? Giống như không thấy được có người nói này, có thể là... Đại gia cảm thấy dù sao? Lưu Duyệt dừng lại nói, không nói. Đỗ vãn vãn tiếp được lời của nàng nói tiếp cảm thấy ta dù sao không là cái gì thứ tốt mặc kệ phương diện này có cái gì không hợp lý hoặc là tự mâu thuẫn địa phương nhưng thực chù y cho nên chỉ cần mắng ta thì tốt rồi phải không vãn vãn được rồi ta không có yếu ớt như vậy nha bọn họ muốn mắng khiến cho các nàng mắng đi thôi lưu duyệt đêm nay ở lại phòng bệnh ban đêm hai người chen chúc tại nhỏ hẹp đơn độc nhân trên giường bệnh nhìn tối đen đêm lưu duyệt vãn vãn về sau nếu không đóng kịch, ngươi sẽ đi làm cái gì đâu. Đỗ vãn vãn nghiêm cẩn nghĩ nghĩ, đầu nàng. Nói không chừng sẽ đi làm thiếu nải nải nha. Lưu Duyệt nở nụ cười, ngươi còn làm thẩm tư việc sẽ cưới của ngươi mộng đâu. Đầu tiên là khúc gia ninh, lại là quý chính dương, hiện tại là thẩm tư việc của ta chuyện xấu thật là nhiều. Đúng rồi, trên mạng phân tích nói lên thứ ngươi bị đổ thị tập đoàn chủ tịch đổ ẩn bắt đi, kỳ thực là vì đỗ uẩn biết ngươi cho nàng cháu gái chụp mũ không phải là bởi vì ngươi cùng quý chính dương sự tình cho nên đỗ uẩn thật sự đánh ngươi sao đỗ vãn vãn không khỏi cười ra tiếng trên mạng đều là giả đừng nghe bọn họ bậy bạ đỗ vãn vãn nở nụ cười một lát nghiêm mặt nói duyệt duyệt ta thật cảm tạ ngươi đứng ở phía ta bên này nhưng là ta hy vọng ngươi có thể có chính xác giá trị xem cùng thị phi xem ấn trên mạng nói ra mà nói ta hiện tại quả thật là chuột chạy qua đường. Lưu Duyệt thản nhiên nói. Vãn vãn, ta lý giải ngươi. Vòng giải trí vốn chính là danh lợi tràng, chúng ta không có bối cảnh, không có tài nguyên, tùy thời mặt người khi dễ, mặt người xâm lược. Vì thực hiện giấc mộng, không thể không buông tha cho nhất vài thứ. Lời tuy không sai, nhưng chúng ta càng kiên trì trụ của chúng ta điểm mấu chốt. Vô hạn hảo văn, đều ở tấn giang văn học thành lưu duyệt cười cười, nói. Nhưng là ngươi kiên trì ở sao? Đỗ vãn vãn nghẹn lời, á khẩu không trả lời được. Lưu Duyệt. Thực xin lỗi, ta không là ý tứ này. Ân, ta minh bạch. Ngủ đi, sáng mai xong xuôi xuất viện liền muốn chạy về phiến tràng quay phim. Vãn vãn, này có thể là ngươi cuối cùng nhất bộ diễn. Tuy rằng tùy thời khả năng sẽ bị giải ước, nhưng là Trần Đạo đã còn chưa có tỏ thái độ, ngươi là tốt rồi hảo diễn ngàn vạn đừng buông tha cho, biết không? Ta biết đến, ta sẽ không buông tay. Hôm sau phiến tràng, nguyên bản thuộc lạc nhiệt tình nhân viên công tác đều tự giác không lại nói chuyện với Đỗ Vãn Vãn, đồng hành diễn viên cũng không lại quan tâm nàng. Chỉ có Trần Đông Minh cùng Lạc Lăng kỳ đối nàng coi như thân thiết, bất quá cũng không có dĩ vãn thân cận cùng trêu đùa. Hai tràng diễn qua đi, Đỗ Vãn Vãn trở lại chỗ nghỉ. Lạc Lăng Kỳ sau đó đi tới, Lưu Duyệt lạc đạo. Lạc lăng kỳ hướng nàng gật đầu thăm hỏi, ta nghĩ cùng vãn vãn một mình nói chuyện. Lưu Duyệt cầm lấy bình thủy, hảo, ta đây đi đánh cái nước ấm. Đãi Lưu Duyệt đi rồi, lạc lăng kỳ xoay người trên cao nhìn xuống xem đổ vãn vãn, ngươi đây là làm gì đâu. Đổ vãn vãn mỉm cười. Cám ơn ngươi, nhưng là chúng ta không có duyên phận, ta rất yêu hắn, hắn cũng rất yêu ta. Lạc Lăng Kỳ nở nụ cười thanh, ánh mắt thương xót, đỗ vãn vãn tuổi trẻ tiểu cô nương dễ dàng bị lừa đỗ vãn vãn quay đầu không nghĩ nhìn mặt hắn khẽ thở dài một cái nàng nhìn xuất ra lạc lăng kỳ là thật vì nàng đáng tiếc vì nàng khổ sở đã quyết định phải lựa chọn đỗ uẩn cấp điều thứ nhất lộ như vậy trước tiên nói cho hắn biết cũng khó không thể lạc đạo ta có chuyện tưởng nói cho ngươi nhưng là hy vọng ngươi có thể tạm thời thay ta giữ bí mật Lạc Lăng Kỳ lẳng lặng nhìn nàng một lát, nói. Có cái gì vội ta có thể giúp sao? Chỉ cần ngươi mở miệng. Đỗ vãn vãn vốn định cùng hắn thì thầm, nhưng nghĩ nghĩ cảm thấy thật sự không thích hợp. Vì thế, nàng liền lấy ra củ di động, ở bị vong lục thượng đánh một đoạn nói, đưa cho hắn xem. Trên mạng về thẩm tư Việt cùng đỗ tiêu là vợ chồng tin tức là tung tin Việt, đỗ tiêu là của ta đường tỷ, đỗ ẩn là tổ mẫu ta ta cùng thẩm tư việc đầu năm liền đã kết hôn, thật có lỗi. Lạc lăng kỳ đồng tử mạnh co rụt lại, đột nhiên dương mắt, kinh ngạc lại hồ nghi đánh giá đổ vãn vãn mặt. Đổ vãn vãn nhợt nhạt cười, như tháng năm nở rộ sơn chi hoa. Lạc đạo, nếu không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, quá vài ngày việc này sẽ làm sáng tỏ. Bất quá tương ứng, ta về sau sẽ không có thể lại quay phim. Lạc lăng kỳ bình tĩnh trở lại, Hắn liên hệ khởi phụ thân nói qua, đổ vãn vãn từng trực tiếp trước mặt ngoại nhân mặt khiển trách thẩm tư ngang. Vốn ra nói ra sau, hắn cho rằng đó là bởi vì thẩm tư ngang biết đổ vãn vãn là hắn ca tình nhân. Nhưng là hiện thời nhất tưởng, đã là khiển trách, kia khẳng định liền không phải chỉ là để trái tình nhân. Đổ vãn vãn quả thật cũng họ đổ, hắn từ nhỏ thích bối hoàng, bởi vậy nhập đi sau nghe qua một ít tiếng gió đồn đại bối hoàng là vì bàn thượng tiểu khai mà bị người chặt đứt sự nghiệp diễn xuất. Mà thời gian trước, Mai Tuyên cũng từng ở trước mặt hắn khẳng định này về bối hoàng đồn đại. Lạc Lăng Kỳ không có tiếp tục suy nghĩ, nội tâm đã tin của nàng cách nói. Nói kinh ngạc, đương nhiên kinh ngạc, nói tiếc hận, quả thật cũng tiếc hận. Hắn cười khổ, hỏi hắn không nhường ngươi quay phim sao? Đỗ vãn vãn lắc đầu, cười nói. Không là hắn, là mặt khác gia nhân. Tha thứ ta không thể nói càng nhiều, thật có lỗi. Vô Hạn Hảo Văn đều ở Tấn Giang Văn Học thành buổi chiều, Lạc Lăng Kỳ cùng Trần Đông Minh đánh thanh tiếp đón trước hết đi rồi. Trần Đông Minh cho rằng hắn là vì trên mạng nói ra, một viên thương lão thiếu nam tâm chịu đủ đã kích, vì thế vỗ vai hắn một cái thở dài. Thiên nhai nơi nào vô Phương Thảo, nàng không đáng giá ngươi thích, tưởng khai điểm. Lạc Lăng Kỳ chưa làm biện giải, đi rồi kết thúc công việc tiền cuối cùng một tuần kịch tình tiết lý đổ vãn vãn sức diễn nữ nhị gặp được các học sinh khi dễ bị thôi ngã xuống đất rót tràn đầy một chậu nước lạnh trần đông minh nhớ đổ vãn vãn thân thể vừa khéo cố ý nhường đường cụ chuẩn bị nước ấm tuy rằng hắn cũng nhân tiểu tam sự kiện đối đổ vãn vãn thay đổi rất nhiều thất vọng nhưng hắn không là công và tư chẳng phân biệt được nhân giám thị khí trung đổ vãn vãn chật vật quỳ rạp trên mặt đất thấp song đuôi ngựa ướt sủng, cả người đáng thương được ngay. Kế tiếp hẳn là đến phiên vai nam chính xuất trướng, nhưng mà, màn ảnh trung lại xuất hiện một cái dáng người đang xen hợp lý trẻ tuổi nữ nhân. Trần Đông Minh nhíu mày, chính muốn lên tiếng dẫn xích, chợt nghe phó đạo diễn cuối người nói. Đạo diễn, đây là thẩm tư việc chính quy phu nhân, đổ thị tập đoàn đại tiểu thư đỗ tiêu. Mà cùng lúc đó, đỗ tiêu đi đến chật vật không chịu nổi đổ vãng vãng trước mặt, bán ngồi sổng xuống nàng tháo xuống kính râm, dùng kính râm khơi màu đổ vãng vãng cầm cốt, môi đỏ câu cười. Đỗ tiểu thư có thời gian sao? Chúng ta tâm sự. Đỗ vãng vãng không nói gì đến cực điểm. Các ngươi đổ ra mọi người thích đến phiến tràng làm như vậy một bộ sao. Trần Đông Minh cũng mặc kệ đây là kia hào nhân vật, nắm lên khuếch đại âm thanh loa. Tràng công đâu? Chính vỗ, tạp vụ nhân chờ còn không cho ta ngăn đón đi ra ngoài. Đỗ Vãn Vãn trực Thiên đầu, dùng Đỗ Tiêu kính trâm thượng dời, nhỏ giọng nói: Hôm nay cuối cùng một hồi, ngươi đi bên cạnh chờ ta. Có thể. Đỗ Tiêu đứng lên, tao nhã đội kính trâm, Đỗ Vãn Vãn, ta đem gặp mặt địa điểm phát ngươi trên di động. Nếu không đến, tự gánh lấy hậu quả. Tác giả có chuyện muốn nói. Tháng tư ngày cuối cùng, Tiểu Thiên sứ nhóm dinh dưỡng dịch có phải không phải liền muốn quá thời hạn, điên cùng ám chỉ. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 99 99. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Kỳ thực đổ tiêu nếu chưa nói câu kia, tự gánh lấy hậu quả, lời nói, đổ vãn vãn là định đi. Nhưng là đổ tiêu nói, đổ vãn vãn sẽ không muốn đi. Khiến cho giống như thực sự nhược điểm, có thể hiếp bức nàng giống nhau. Đỗ vãn vãn thật muốn hỏi một chút nàng, ngươi có phải không phải chịu internet bình luận ảnh hưởng quá sâu, thực coi ta là thành ngươi cùng thẩm tư việc chen chân giả. Chụp hoàng diễn sau, đỗ vãn vãn đưa điện thoại di động phi hành hình thức đóng cửa. Lưu Duyệt bất an hỏi, ngươi thật sự muốn đi sao? Không đi đi. Đỗ vãn vãn một cửa bế phi hành hình thức, tin tức liền như hồng thủy bàn mạnh xuất hiện. Có thẩm tư việc, trịnh chỉ linh đám người, cũng có tôn mộng khiết cùng cấp học, còn có một chút khác bằng hữu. Đương nhiên, khác biệt ở chỗ, hiểu rõ Trịnh Chỉ Linh là quan tâm nàng, mà không biết chuyện tôn mộng khiết còn lại là lòng đầy căm phẫn phát vi tính tin tức nói muốn cùng nàng tuyệt giao. Đỗ vãn vãn cấp bạn cùng phòng nhóm võng cấu đồ ăn vặt bị ném vào phòng ngủ dưới lầu lục sắc quý danh trong thùng rác, tôn mộng khiết đem ảnh chụp phát ở phòng ngủ đàn bên trong, trừ này đó ra, đàn lý liền không có khác tin tức. Không cần nói cũng biết bạn cùng phòng nhóm khẳng định là kéo một cái khác không có đổ vãng vãng đàn, biến thành đem nàng cấp kéo đen. Đại gia tuy rằng còn không có ra xã hội, nhưng tốt xấu đều là người trưởng thành, làm việc dọc nước không rỉ. Đổ Vãng Vãng nở nụ cười hạ, yên lặng đau lòng nhất đại bao đồ ăn vặt. Nàng không trách các nàng, đã lựa chọn giấu giếm, sẽ không có thể oán trách người kia phẫn nộ. Dù sao, theo bọn họ góc độ đi lên xem, nàng quả thật làm không đúng sự tình hơn nữa là phi thường phi thường không đúng, đề cập đạo đức điểm mấu chốt sự tình. Đỗ vãn vãn nhìn nhìn đỗ tiêu phát đến địa chỉ, cũng không tính toán đi. Bất quá, đỗ tiêu tự hồ đoán được đỗ vãn vãn sẽ không đúng hạng phó ước. Nàng đem xe chạy đến dân quốc kiến trúc học cổng trường, cửa sổ xe bán hàng, lộ ra một trương tươi đẹp lãnh diễm mặt, đỗ vãn vãn, lên xe. Đỗ vãn vãn trấn an lưu duyệt sau, độc tự lên xe. Xe này kinh bài, Ngươi theo Bắc kinh khai tới được sao? Đỗ tiêu lười cùng nàng nói chuyện phím, một mặt không kiên nhẫn. Ngươi cho là ta có bệnh à ta? Xe này hỏi địa phương nhất bằng hữu mượn. Đỗ vãn vãn nhắm lại miệng, cách lập tức giòn tan hỏi. Nếu ta nói của ta xác nhận cho ngươi có bệnh, ngươi có phải hay không mang theo ta đánh bay? Đỗ tiêu lúc này không lại quan tâm nàng, cho nàng cái không cùng dừng bút luận dài ngắn ánh mắt. Đỗ vãn vãn. 20 phút sau, Đỗ Tiêu mang theo Đỗ Vãn Vãn đến trung tâm thành phố một nhà ngày liêu điếm. Đỗ Tiêu lãnh đạm nói. Nghe nói ngươi thích ăn ngày liêu, nhà này ta xem võng bình không sai. Đỗ Vãn Vãn kỳ quái hỏi. Ngươi chừng nào thì ngay cả ta yêu thích đều biết đến. Đỗ Tiêu nhíu mày, lời nói thật theo như ngươi nói đi, nãy nãy yêu cầu ta làm như vậy, ta cũng thật không nói gì. Ta cũng không phải diễn viên, còn phải phối hợp các ngươi diễn trò hay sao? Đỗ vãn vãn nghe ra đến nàng chỉ là phiến tràng thời điểm, tươi sáng cười. Nãy nãy muốn cho ta rời khỏi vòng giải trí, bất quá nàng rất nhanh sẽ có thể như nguyện. Đỗ tiêu không hiểu xem xét nàng, nãy nãy muốn ngươi làm chi ngươi liền làm chi. Ngươi vì sao không tìm tư việc ca bãi bình. Ta cũng không thể chuyện gì đều dựa vào thẩm tư việc, đây là ta cùng nãy nãy trong lúc đó ước định, ta sẽ không nuốt lời. Đỗ vãn vãn uống một ngụm vị tăng canh, cười nói ta à, kế hoạch chuyển phía sau màn, khả năng hội tiếp tục đọc sách đi, sửa học nghỉ âm, chụp ảnh linh tinh chuyên nghiệp. Có tư việc ca ở, ngươi không cần như vậy ủy khuất. Tốt lắm, đến tâm sự khác một sự kiện đi. Đỗ tiêu cao ngạo nghệ nàng, nói. Đỗ vãn vãn, ngươi đi năm mùa đông thích một cái nam sinh là đi. Đỗ vãn vãn sững sờ, chợt hòa dịu sắc mặt, cười nói. Ân, ừ, nhưng cũng đã trôi qua nghe nói ngươi vì tìm được cái kia tâm nghi nam sinh mất không ít khí lực cuối cùng vô tật mà chết quái đáng tiếc đi ngươi nói ta muốn là đem chuyện này tiết lộ cho tư việt ca hắn có phải hay không tìm ngươi phiền toái đỗ vãn vãn nhất tưởng đến thẩm tư việt trên giường thủ đoạn cũng không khỏi run rẩy thân mình đỗ tiêu môi đỏ câu cười trừ phi ngươi đáp ứng giúp ta một việc bằng không ta liền đem việc này nói cho tư việt ca Đỗ vãn vãn tuy rằng e ngại thẩm tư việc lấy chuyện này rất là ghen làm văn, nhưng nàng lý trí thượng tồn. Có một là có nhị, ta không có khả năng tùy ý ngươi đắn đo. Thẩm tư việc đã biết, ta nhiều nhất cũng liền thảm vài ngày. Mà ngươi có chuyện này uy hiếp ta, liền sẽ luôn luôn muốn ta làm này làm kia. Đỗ tiêu não nói. Ngươi coi ta là thành người nào. Nói không ra lộ sẽ không lộ ra, ta còn có thể một mà lại, lại mà tam tìm ngươi phiền toái. Đỗ Vãn Vãn lo di rõ ràng. Nhưng là liền tính ngươi không nói, thẩm tư việc cũng có khả năng theo những người khác nơi đó biết nha. Ta đây hiện tại liền cấp tư Việt ca gọi điện thoại. Nói xong, Đỗ Tiêu mượn khởi điện thoại di động. Cái kia, Đỗ Vãn Vãn cắn cắn môi dưới, đen sẫm sáng mắt to công công xem nàng, nếu không, ngươi trước tiên là nói nói là chuyện gì? Đổ tiêu một lần nữa tràn ra một cái cao ngạo minh diễm tươi cười, ngữ điệu kiêu hoành. Ta muốn ngươi, giúp thẩm tư ngang truy ta. Cùng đổ tiêu ăn cái cơm, đổ vãn vãn không thể không nói không khiếp sợ. Nàng vừa về tới khách sạn, đóng chặt cửa phòng liền thẩn cấp cấp thẩm tư ngang gọi điện thoại. Thẩm tư ngang ngữ khí thập phần đáng đánh đòn, không chút để ý nói. Tiểu tổ tử A làm sao ngươi có rảnh gọi điện thoại cho ta a à? lúc này ngươi không phải hẳn là bận rộn sức đầu mẻ tráng sao? ai lại nhắc đến làm sao ngươi còn không có động tĩnh, không tính toán làm sáng tỏ? trước không nói chuyện này, ta hỏi ngươi, ngươi thích đổ tiêu phải không? Thẩm tư ngang theo bản năng cười lạnh, a à, ta sẽ thích nàng. ngươi làm ta đầu óc có hố a? À? đổ vãn vãn nghĩ nghĩ, quyết đoán bán đứng đổ tiêu. Đỗ Tiêu vừa mới nói với ta, nhưng ta giúp ngươi truy nàng. Ngươi giúp ta cân nhắc cân nhắc, lời này là có ý tứ gì? Đầu kia điện thoại đột nhiên không có thanh âm. Đỗ Vãn Vãn đợi một hồi lâu đều không nghe thấy động tĩnh, vì thế mở miệng hô. Tư Ngang. Thẩm Tư Ngang ho khan một tiếng, tốc độ nói cực nhanh. Ngươi có biết ta luôn luôn đầu óc có hố? Đỗ Vãn Vãn. Thẩm Tư Ngang bức thiết hỏi. Còn có đâu? nàng còn nói gì đó. Đỗ vãn vãn cười nói. Ngươi vậy mà thật sự thích đỗ tiêu nha. Phía trước thiêu nướng thời điểm, ta chú ý tới đỗ tiêu trong nhà trọ cũng có không ít hoa cỏ, là ba ngươi ký cho nàng sao, cũng là ngươi đưa cho của nàng. Đương nhiên là ta loại sống sau cho nàng, nàng có thể bản thân loại sống. Đỗ vãn vãn cười tủm tỉm nói. Lời này ta được nói cho đỗ tiêu, ta muốn nói cho nàng ngươi nói nàng. Ta nói nàng cái gì ta? Đỗ vãn vãn, ngươi đừng làm sự a, à, tuy rằng ta đánh không lại ta ca, nhưng ta. Thẩm tư ngang ngữ khí chật mềm nhũng, bán manh nói. Nhưng ta là các ngươi tối thân ái đệ đệ nha. Đỗ vãn vãn thừa cơ hỏi hắn. Cho nên ngươi đối ca ca ngươi hận ý, trừ ra ngươi trước kia nói với ta này, còn có rất lớn một phần là vì đổ tiêu phải không? Thẩm tư ngang lại không hé răng. Đỗ vãn vãn tiếp tục hỏi. Ngươi nói với ta, đổ thừa trạch thích nữ hài tự thích thẩm tư Việt, nhưng kỳ thực là ngươi thích đổ tiêu thích thẩm tư Việt, phải không? Thẩm tư ngang vì mặt mũi, kiên quyết sửa chữa của nàng đoán. Đổ thừa trạch là đổ thừa trạch, ta là ta. Đổ thừa trạch thích cô nương quả thật cũng thích ta ca được rồi. Đổ vãn vãn nở nụ cười, cũng. Thì phải là. Thẩm tư ngang thở dài một hơi, nói. Vãn vãn. Ngươi có biết ta vì sao lại giúp La Tuệ sao? Ngươi đều không biết, La Tuệ đối ta ngọt ngào cười lúc thức dậy, kia ánh mắt có bao nhiêu giống Tiêu Tiêu. Nhưng là, hắn tự dễu nở nụ cười thanh, Tiêu Tiêu chưa bao giờ hội đối ta như vậy cười, ta chỉ gặp qua nàng đối ta ca như vậy cười, cười đến thật là đẹp a. À. Đỗ Vãn Vãn cố ý nói. Ngươi xem, ngươi vừa nói thích Đỗ Tiêu, một bên bạn gái không ngừng. Muốn ta nói a? À, Ta muốn là đổ tiêu ta cũng vậy sẽ không thích của ngươi. Vô hạn hảo văn, đều ở tấn Giang văn học thành kia đều là bạn gái. Thẩm tư ngang nháy mắt tạc mau, ngay cả hôn môi cũng không thân hảo sao. Chính là bằng hữu mà thôi, không đồng dạng như vậy. Ai ai, ngươi đừng kích động. Ngươi mau đưa ngươi cùng đổ tiêu đối thoại hoàn hoàn chỉnh chỉnh theo ta giảng một lần. Kỳ thực cũng không có gì, liền. Đổ vãn vãn một cái khác di động vang lên. Nàng nhìn nhìn điện báo biểu hiện, nói: "Ngươi ca gọi điện thoại cho ta, ta trước treo. Ta một lát dùng một cái khác số di động cho ngươi đánh, mấy ngày nay ta sẽ không cần này hào." "Thành đi, làm chi đột nhiên đổi số di động? Ha ha ha, có phải không phải mắng người của ngươi nhiều lắm? Là nha, không biết là ai đem ta số di động để lộ ra đi, thu được mấy trăm điều mắng của ta đoạn tin tức. Tốt lắm, trước treo." vô hạn hảo văn đều ở tấn giang văn học thành vô hạn hảo văn đều ở tấn giang văn học thành đổ vãn vãn treo điện thoại nàng cùng thẩm tư ngang gọi một cuộc điện thoại công phu nàng liền lại thu được hai cái xa lạ số di động đối nàng chửi rủa tin nhắn nàng lười làm cho này loại này nọ tức giận lưu loát tắt máy một cái khác trên di động điện thoại đã không vang Đổ vãn vãn điểm hạ cuộc gọi nhở hồi bác đi qua thẩm gia ca ca tìm ta sao nam nhân tiếng nói trầm thấp nghiêm nghị ngày mai buổi chiều ta nhường trịnh hằng tới đón ngươi theo giúp ta đi mạng cốc tham gia apec phong hội đỗ vãn vãn a à, trịnh hằng đã liên hệ sản xuất phương kịch tổ tổn thất phía ta bên này một mình gánh chịu mặt khác sẽ cho sở hữu nhân viên công tác tài khoản thượng đánh nhất bút trợ cấp đỗ vãn vãn cắn cắn môi nhẹ giọng nói công việc quan trọng mở sao thẩm tư việc nở nụ cười thanh từ tính dễ nghe, giống như dưới ánh trăng chảy xuôi đàn xeo lô âm sắc. Nãy nãy phân phó, không thể công khai cùng của ngươi quan hệ, nhưng ta nhịn không được. Vãn vãn, ta không thể nhận của ta người yêu thừa nhận ác ý chửi rủa cùng thông thiên chửi bới. Đỗ vãn vãn khe khẽ thở dài, nói. Thẩm tư việc, ta cũng quyết định công khai. Chụp hoàng này bộ đùa ta hội tuân thủ cùng nãy nãy trong lúc đó ước định, rời khỏi vòng giải trí. Không cần rời khỏi vòng giải trí. Thẩm tư Việt cười nói. Là ta công việc quan trọng khai, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi cùng nãi nãy trong lúc đó ước định chuyện không liên quan đến ta, hiện tại là ta lựa chọn công khai, không là ngươi. Đỗ vãn vãn biết thẩm tư Việt nguyện ý trở thành nàng cường hữu lực trụ cột, nàng cũng biết bản thân liền tính không lùi ra, đỗ nãi nãi cũng không làm gì được nàng. Nhưng là đổ vãn vãn không nghĩ lại một bước sơ cứng cùng đổ nải nải quan hệ, hơn nữa, điều này cũng quả thật là nàng hứa hẹn quá lời nói. A à Việt Nàng vốn tưởng nói cho hắn biết ta đã quyết định, nhưng nghĩ lại, nàng sợ thẩm tư việc cùng đổ nải nải vãn nhất trở mặt sẽ không tốt lắm, nhân tiện nói. Rồi nói sao? Ngày kế sáng sớm, đêm qua nhàn đàm, phiến tràng đến đây rất nhiều phóng viên kịch tổ mướn đội an người bảo lãnh viên đều ngăn không được như vậy nhiều người đổ tiêu xuất hiện tại phiến tràng tình cảnh đó bị không ít người chụp được thượng truyền tới Weibo, bố trải qua tối hôm qua liên tục lên men ăn qua quần chúng nhiệt tình tăng vọt ào ào tưởng muốn nhìn chính quy phu nhân là như thế nào nghiêm trị tiểu tam truyền thông biết được đổ vãn vãn trở lại kịch tổ quay phim bởi vậy ào ào xúc động đã nghĩ chụp đến thứ nhất hiện trường đồng thời Đỗ Vãn Vãn cùng với Tinh Duyệt giải trí luôn luôn chưa đối việc này làm ra đáp lại, cho nên các truyền thông đều vì trực tiếp phỏng vấn tư liệu tranh phá đầu. Lưu Duyệt xem thu thập xong trương hành lý Đỗ Vãn Vãn, cho rằng nàng là bị kịch tổ sa thải, ánh mắt đều cấp mạc đỏ. Đỗ Vãn Vãn cười cười, ôm nàng bờ vai. Duyệt Duyệt, ta sẽ không có chuyện gì, chờ ta tin tức tốt. Lưu Duyệt một bên mặt nước mắt, một bên hỏi. Ngươi muốn đi tìm thẩm tư việc sao? Đỗ Vãn Vãn không có phủ nhận, cười nói: Mấy ngày nay nhớ được xem tin tức, ân. Bất quá ngươi như vậy yêu soát Uy Bộ, khẳng định trước tiên có thể nhìn đến. Bạn thích bộ truyện này, yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 100. 100. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. Đỗ Vãn Vãn đến mạng cốc tiền 1 giờ, Khúc Gia Ninh tuyên bố một cái Uy Bộ. Hắn tỏ vẻ Năm nay năm mạc khóa năm biểu diễn hội sau khi kết thúc, hắn đem rời khỏi T, E, R, Nam tử tổ hợp, hoàn thành sang năm đã lập thông cáo sau sẽ ẩn lui vòng giải trí, ngày về không chừng. Quê bộ trung, hắn đồng thời nhắc tới, sắp tới trên Internet có một chút về ta cùng đổ vãn vãn tiểu thư đồn đãi mượn này làm sáng tỏ, đồn đãi trung đề cập nội dung toàn bộ đều là giả dối hư ảo sự tình. Đổ tiểu thư khác nghe đồn ta không lên bình phán, nhưng đổ tiểu thư cùng ta hợp tác trong quá trình, công tác chuyên nghiệp, nhân phẩm đoan chính, không có bất kỳ không đương hành vi. Này xem như làm sáng tỏ về đổ vãn vãn có ý định câu dẫn khúc gia ninh đồn đãi. Giang Điềm nghe được trợ lý hội báo, lạnh lùng cười. Nàng đối diện ngồi chí đắc ý mãn Mai Tuyên, Mai Tuyên cười nói. Xem ra khúc gia ninh đối đổ vãn vãn nhưng là thiện tâm mười phần. Giang Điềm như thế nào không biết Mai Tuyên là tận lực nói lời này, ý đang châm ngòi, nhưng nàng nhân thể phân phó trợ lý nhưng đoàn đội đem tin tức rải đi ra ngoài, đã nói khúc gia ninh rời khỏi vòng giải trí là vì chịu đủ tình thương, hướng đổ vãng vãng trên người dẫn. Tốt! Mai Tuyên Trương Giai Nam ta tính toán ký xuống dưới, thừa dịp này ba tạo thế, của nàng chú ý độ không thiếu. Giang Điềm Đạm Thanh nói Loại này việc nhỏ ngươi quyết định là tốt rồi, không cần hỏi ta. Đỗ thị tập đoàn chủ tịch văn phòng. Đỗ vẫn câu môi, đối với đầu kia điện thoại cười nói lần này đa tạ ngươi ân ừ, theo ta được biết đỗ vãn vãn đã ở đi mạng cốc chuyến bay thường hợp tác vui vẻ đỗ uẩn treo điện thoại một bên tiết trợ xin chỉ thị như thế này có cần hay không cấp vãn vãn gọi cuộc điện thoại nhắc nhở nàng tuân thủ lời hứa đỗ uẩn khoát tay một mặt nắm chắc thắng lợi nắm thoải mái không cần vô hạn hảo văn đều ở Tấn Giang Văn học thành lưu duyệt trở về thành phố hát, giải trí phóng viên tìm không thấy đổ vãng vãng sẽ không gián đoạn đánh lưu duyệt điện thoại, còn có người trực tiếp đổ nàng. Lưu duyệt mới đầu ứng đối với mấy cái này cũng không cố hết sức, nhưng chung quy thể xác và tinh thần mệt mỏi, không chịu nổi này nhiễu. Nàng càng ý thức được, lần này đổ vãng vãng là thật tiêu sái đến cùng. Quen biết một hồi, bằng hữu một hồi, nàng lén để lại vụn trộn vì đổ vãng vãng khóc vài hồi. Giải trí tin tức có tác dụng trong thời gian hạn định tính bình thường chỉ có một chu, một chu qua đi sẽ thoát ly công chúng tầm mắt, dần dần vì đại chúng sở phai nhạt. Nhưng mà, đổ vãn vãn, tiểu tam môn, sự kiện đã có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Trong đó, khúc gia ninh cùng tê, e ER tổ hợp phan nổi lên rất lớn tác dụng, nhân khúc gia ninh ẩn lui uầy bộ, đổ vãn vãn nhận đến công kích đạt tới đỉnh núi. Ở dụng tâm kính đáo dư luận dẫn đường hạ, Khúc Gia Ninh ẩn lui bị cho rằng là chịu đổ vãn vãn lừa gạt, không thể nhận thích nữ nhân đi làm đại lão tình nhân. Mà trên mạng cũng nhanh chóng xuất hiện không ít danh nhân lên tiếng ủng hộ đổ tiêu ngôn luận, cơ hồ người người đều cho rằng, bị lạc thượng tiểu tam ấn ký đổ vãn vãn lại vô suất đầu ngày. Nhưng mà, 18 hào giữa trưa, Hoàng Vũ Tập đoàn Quang Bác tuyên bố một cái tân uầy bộ. Trong khi hai ngày Á rất kinh hợp tổ chức, APEC, quan lớn hội nghị đến nay ngày khai mạc, Hoàng Vũ chấp hành tổng tài thẩm tư việc cùng phu nhân Đỗ Vãn Vãn tham dự hội nghị. Nửa giờ sau, Quý Chính Dương phát ra điều ủy bộ, hai trương xứng đồ, thứ nhất trương là thẩm tư việc cùng Đỗ Vãn Vãn hôn thú ảnh chụp, thứ hai trương là tô lê thế hôn lễ chụp ảnh chung. Quý Chính Dương Nhà chúng ta tiểu cháu gái không muốn đem sự tình làm lớn, nhưng hiện tại không thể không công khai thân phận. Vọng các vị truyền thông bằng hữu dơ cao đánh khẽ, cảm tạ đại gia quan tâm. Trong lúc nhất thời, mọi người ồ lên. Sao lại thế này? Ta không nhìn lầm đi. Thẩm tư Việt lão bà là đổ vãn vãn. Đổ vãn vãn không là tiểu tam. Này hôn thú thượng ngày không đánh mã, năm nay 27 tháng 1 hào A, võng truyền thẩm tư Việt cùng đổ tiêu không phải là đầu năm kết hôn sao? Chẳng lẽ còn có thể là theo đổ tiêu kết thành hôn, lập tức cách sửa cưới đổ vãn vãn? Ngươi ngốc a, à, rõ ràng Thẩm Tư Việt cưới Đổ Tiêu là tung tin việc, ngươi gặp ai xuất ra khẳng định chuyện này sao? Xem ra Thẩm Đổ hai nhà đám hỏi, Thẩm Tư Việt cưới là Đổ Vãn Vãn a. À. Thao, này qua ăn không phải trả tiền. Ta muốn đi Vãn Vãn tiểu tiên nữ quầy bộ hạ xin lỗi. Vô hạn hảo văn, đều ở Tấn Giang văn học thành, Thẩm Tư Việt cùng Đổ Vãn Vãn chuyện này đối với chính phú, ta ăn ngon a. À. Đến tận đây, lời đồn không chịu nổi nhất kíp tan thành mây khói. Thường ngôn nói, tường đổ mọi người thôi. Mà hiện thời tường đứng ở nguy dưới lầu mà lù lù bất động, ngạo nghễ sừng sững, vững như thái sơn. Trong lúc nhất thời, về đổ vãn vãn ức hiếp la tuệ, câu dẫn trương giai nam phú nhị đại bạn trai chờ sự tình, cảm kích nhân sĩ nhóm bỗng dưng đứng ra nói rõ ràng chân tướng. La tuệ chuyện vốn là vô cùng tốt làm sáng tỏ, phiến tràng hoàn chỉnh video clip nhất phóng xuất bạn bè trên mạng liền thức thanh của nàng bộ mặt thật. Mà đổ vãn vãn có đổ gia tiểu thư, hoàng vũ tổng tài phu nhân bối cảnh, vì tiền câu dẫn phú nhị đại cách nói liền càng là lời nói vô căn cứ. Trương Giai Nam kẻ khả nghi địa đặt sự thật phỉ bán người kia, tinh duyệt giải trí tuyên bố thông cáo, đổ vãn vãn đem lấy phỉ bán tội khởi tố Trương Giai Nam. Hội nghị sau khi kết thúc, thẩm tư việc cùng đổ vãn vãn bay trở về thành phố hát. Đỗ Vãn Vãn di động hào bị nhiều lắm người biết, vì thế nàng đành phải gạch bỏ nguyên lai di động hào, một lần nữa tiến hành một trương. Phiền toái là thật phiền toái, dù sao chi trả bảo linh tinh đều buộc định điện thoại di động hào, cần từng cái từng cái cởi trói, một lần nữa đi buộc định. Hai người hồi Đỗ Vãn Vãn cha mẹ ra ăn cơm chiều. Đỗ phụ Đỗ mẫu không có khả năng không nhìn thấy vài ngày nay huyên ồn ào huyên náo tin tức, nhưng nơi này biên sự tình quan Đỗ mẫu đã từng khuê mật mai tuyên vì vậy mọi người đều ăn ý không có nói ra chuyện này. Đỗ mẫu cấp thẩm tư việc gấp khối thịt nướng, cười thanh khách nói. Ngươi đã nhóm đã công khai, là có thể lo lắng sinh đứa nhỏ sự tình thôi. Đỗ vãn vãn cắn chiếc đũa, than thở nói. Ngươi làm cho hắn một cái nhân sinh đi, ta cũng không sinh. Ai, ngươi đứa nhỏ này. Trở lại nhà trọ, đỗ vãn vãn còn chưa tới kịp thay xuống giày cao gót, đã bị bá đạo nam nhân áp tới ván cửa tây trang thẳng thớm anh lãng thanh tuyển hắn cặp kia yên tĩnh thâm trầm trong con ngươi mạch nước ngầm bắt đầu khởi động tiếng nói từ tính nội liễm kêu câu thẩm gia ca ca tới nghe đỗ vãn vãn dùng tay bé tử để ở của hắn ngực đỏ mặt cự tuyệt không cần thẩm tư việc cuối người tiến đến bên môi nàng nóng trực hơi thở đổ rào rào hướng nàng no đủ đáng yêu anh đào môi sái vãn vãn hôm nay sắc môi thoạt nhìn tốt lắm ăn đỗ vãn vãn cuối ánh mắt thon dài lông mi nồng đậm giống như hai thanh tiểu lông chim cây quạt. Thẩm tư Việt cười yếu ớt, hơi hơi nâng lên cầm, hàm trụ tiểu cô nương cánh môi. Mút vào, ngảo cắn. Của hắn hôn ôm nhu thả đau khổ, như cuối thu bắt đầu vào mùa đông Nam Sơn trên đường lấm tấm nhiều điểm ôn hoàng. Nồng đậm lo lắng, lưu luyến truyền niên. Dây lát, hắn khiêu khai tiểu cô nương khớp hàm tiếng quân thần tốc, động tác dần dần bá đạo, tùy ý hiệp thủ của nàng ngọt mềm vô hạn hảo văn, đều ở tấn gian văn học thành hắn phản phất cố ý dường như, không lưu tình chút nào đoạt lấy của nàng hơi thở, lời lẽ nhanh triền, chút không cho nàng thở dốc cơ hội. Đổ vãn vãn trong vắt mâu trung dạng khởi thủy nhuận sinh lý nước mắt, một bàn tay gõ của hắn ngực, tay kia thì lại kìm lòng không đậu ôm lấy của hắn cổ. Sau một lúc lâu, thẩm tư việc nới ra của nàng cái ót, một bên thở một bên cười, muốn sao? Đỗ vãn vãn nằm ở hắn đầu vai, ngực kịch liệt phập phồng điên cuồng mà hô hấp mới mẻ không khí cửa vào chỗ bắn ngọn đèn tuyến nhu hòa ấm áp bao phủ xuống dưới phô sái nhất ấm hoàng đỗ vãn vãn bình phục một hồi lâu hô hấp phương nói ngươi tránh ra áp thương ta nơi nào đau ta giúp ngươi xoa xoa đỗ vãn vãn bị hắn biến thành buồn hừ một tiếng vội vàng nói không cần thẩm tư việc hôn trụ của nàng môi ngón tay dài vỗ về chơi đùa ô phát, họa vòng miêu tả. Đổ vãn vãn nước nở trên rỉ đều bị hắn nuốt vào trong miệng. Mấy phút đồng hồ sau, thẩm tư Việt dừng lại ngón tay động tác, nới ra tiểu cô nương môi. Hắn nở nụ cười hạ, tiếng nói khàn khàn từ tính. Ta hỏi lại một lần, hiện tại muốn sao? Đổ vãn vãn hàm chứa lệ, từ bạch khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên di động đỏ ửng, vừa thấy đã thương. Ngón tay hắn vắt ngang ở nơi đó, vừa không đi phía trước một bước cũng không lui về phía sau một bước sinh sôi muốn đem nàng hành hạ đến chết nàng quật cường cắn chặt răng lệ mênh mông không tiếng động chống cự thẩm tư việc ý cười dày đặc buồn bã nói xem ra ta muốn nhiều giúp giúp phu nhân mười phút sau đỗ vãn vãn bị ép buộc chết đi sống lại đau khổ cầu xin lại bị bỏ mặt của hắn điều khiển linh động mang theo không tha kháng cự cường thế biến thành nhân muốn sống muốn chết Cuối cùng, đổ vãn vãn cả người đều truyền ở trên người hắn, liền như vậy bị ôm vào hướng nam thứ nằm Thẩm tư Việt cười nhẹ. Này thủy dường có chấn động công năng, muốn hay không khai đứng lên thử xem. Đổ vãn vãn tinh thần mê ly, khó chịu lắc lắc nho nhỏ thân mình, căn bản nghe không rõ hắn đang nói cái gì, chỉ có thể thanh thanh đáp lại. Muốn. Mai Tuyên vừa thu lại đến điện tử bản giải ước văn bản thông tri liền vội vàng đã tìm đến mạch điền đại phong. Phó tổng văn phòng nội, Giang Điềm chính hưng trí dạt vào luyện tập thư pháp. Trợ lý gõ cửa tiến vào hỏi nàng khi nào về nhà, Giang Điềm cười nói: "Lại chờ một chút đi, ngày mai cho ngươi điều hưu." Trợ lý vội hỏi: "Cám ơn Giang tổng." Điện tử bưu kiện là 9 giờ phát ra đi, mai tuyên 9 giờ rưỡi liền đuổi tới Giang Điềm văn phòng. Mai Tuyên đi thẳng tới Giang Điềm trước mặt, hướng ghế tựa ngồi xuống, nhìn chầm chầm xem nàng Giang tổng đây là muốn khí xe bảo suất sao? Ta đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, hy vọng ngươi có thể thông cảm. Giang điềm cười đến ôm ôm nhu nhu, nếu không là ngươi rất trêu rao, ra trận này nổi bật, ta cũng không đến mức ra này hạ sách không là. Mai tuyên uống giận, ngươi nhưng là hái sạch sẽ, kia một bước không được đến của ngươi cho phép. Giang điềm không ủng hộ lắc lắc ngón trỏ, câu môi cười, ta chỉ là buông tay cho ngươi làm, cũng không có khẳng định của ngươi thực hiện. Nga, trừ bỏ khúc gia ninh chuyện, kia quả thật là ta ra thủ, khác cũng không phải là của ta ý tứ. Mai Tuyên trên đường tới đã tiếp đến La Tuệ cùng Trương Giai Nam điện thoại, không hề ngoại lệ, Mạch Điền Đại Phong cũng muốn cùng nàng nhóm giải ước. Nàng biết, kỳ kém nhất, lúc này là triệt để xong rồi. Nhưng là trong tay nàng còn có lợi thế, còn có cá chết lưới rách cơ hội. Mai Tuyên không thể cùng Giang Điềm xé rách mặt, nàng dựa gian điềm lực lượng đến nhất lên tân một vòng internet dư luận. Giang tổng, ta trên tay còn có nhất lão liêu. Đổ vãn vãn chuyện là ta sơ sẩy, nhưng lần này liêu tuyệt đối chân thật. Mai Tuyên gợi lên một bên khóe môi, đổ thị tập đoàn nhị công tử cùng thế kỷ trước hậu kỳ nội địa ngọc nữ trưởng môn nhân bối hoàng yêu hận tình thù. Giang điềm mỉm cười, chậm rãi nói. Ta chỗ này có gọi điện thoại, là tìm ngươi. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video